Thì chào các anh chị, thì chiều nay là chúng ta nghiên cứu cái phần chương 5 kiểm định giả thiết thống kê. Anh chị có nghe tiếng của thầy không ạ? Có nghe rõ Dạ rõ ha. không? Cái màn hình trình chiếu là nhìn thấy rõ Dạ rõ. không? Thầy cảm ơn. Thì cái phần kiểm định giả thiết, cái phần khái niệm đó thì cái này mình tự đọc lấy đi ha. Thì tôi chỉ nói cái tôi chỉ phân tích cái ví dụ chỗ này nè, chỗ giả thiết thống kê đó. Không, thì cái khối lượng của gà xuất chuồng là một cái biến mình đang khảo sát. Gọi là một cái dấu hiệu nghiên cứu trên tổng thể đó không? Thì nó là một biến ngẫu nhiên. Thì bây giờ cái kỳ vọng của nó là một con số không đổi, nhưng mà năm nay thì nó có thể thay đổi so với năm trước, năm sau có thay đổi năm trước. Và ở đây mình sẽ đặt ra một cái giả thiết như thế này, đặt ra giả thiết là cái khối lượng gà xuất chuồng năm nay nó lớn hơn năm ngoái. Không, thì để giải quyết cái vấn đề đó thì thường là mình sẽ đặt một cái giả thiết trái với cái điều đó, tức là mình sẽ đặt giả thiết là khối lượng gà xuất chuồng năm nay bằng với năm trước, và mình sẽ đi tìm cách mình đi bác bỏ cái giả thiết mình vừa đặt. Thì lúc này đó là mình sẽ kết luận được là cái khối lượng gà xuất chuồng năm nay nó sẽ khác hơn so với năm trước. Không? Một cái giả thiết nữa là mình có thể lấy một cái ví dụ về cái giả thiết như thế này, ví dụ khác. Ví dụ như chẳng hạn như là mình nói là cái khối lượng chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam, là 1m65. Thì cái giả thiết mình sẽ đặt ra như thế này, H0 là mi bằng 1m65 hay là 165 cm. Thì cái giả thiết này mình gọi là cái giả thiết H0. Thì mình muốn chấp nhận hoặc là bác bỏ cái giả thiết H0 này á, thì mình sẽ đặt ra một cái giả thiết đối lập với nó. Thì giả thiết đối lập đó là mình ký hiệu là H1, không, rồi mình gọi là đối thiết. Thì cái H1 này đó là nó có ba kết đặt. Ví dụ như ở đây mình đặt là H1 mi nó khác 165. Cái này là đơn vị là cm thôi các chị. Cm. Đấy. Thì cái đối thiết này là nó gọi là cái trắc nghiệm hai đuôi. Khi mà cách đặt cho đối thiết thế này và mình đi kiểm định coi là giữa cái H0 với H1 là mình sẽ quyết định chọn cái nào. À, nếu nếu mà mình bác bỏ H0 có nghĩa là mình chọn H1, và nếu mà mình chọn H0 có nghĩa là bác bỏ H1. Và với cái đối thiết như thế này thì người ta gọi là cái này gọi là trắc nghiệm hai đuôi. Trắc nghiệm hai đuôi. Oh, trắc nghiệm hai đuôi. Và cái một cái cách đặt đối thiết khác, một đặt đối thiết khác là tôi nói là cái tôi chưa nói là cái đặt đối thiết này là mình chỉ quan tâm thôi, xem là cái chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam nó có phải là 1m65 không, hay là nó khác 1m65. Còn một một cái điều quan tâm khác là mình quan tâm là sau sau một cái thời gian là do cái chính phủ chúng ta là quan tâm đến cái cải thiện cái chiều cao của thanh niên bằng cách là cái chế độ dinh dưỡng này kia đó, hoặc là chú ý đến cái vấn đề mà thể dục thể thao toàn quốc này không, thì có thể là cái chiều cao nó đã tăng. Không, người ta nghi ngờ là cái chiều cao nó đã tăng, người ta mới đi kiểm định giả thiết như thế này. Và cái đối thiết lúc này mình đặt ra là gì? H1 là mi nó lớn hơn 165. Đấy. Thì cái đối thiết này, cái này nó gọi là trắc nghiệm một đuôi, hay là kiểm định giả thiết hai một 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 phía, trắc nghiệm một đuôi, cái này gọi là trắc nghiệm một đuôi ha.
là kiểm định giả thiết một phía mà cái này là phía phải. Đó. Thì cái này mình quan tâm xem là cái chiều cao trung bình của người Việt Nam nó có lớn hơn 1m65 không. Đấy. Còn một một cái điều nữa là cái điều nghi ngờ là cái khối lượng trung bình, cái chiều cao trung bình của người Việt Nam, của thanh niên Việt Nam đó là nó thấp hơn 1m65. Thì cái giả thiết H0 mình vẫn đi giữ như thế này. Đấy. Nhưng mà cái đối thiết H1 là mình sẽ ghi như thế này. Thì cái này nó cũng gọi là trắc nghiệm một đuôi. Trắc nghiệm một đuôi. Gọi là kiểm định giả thiết một phía. Kiểm định giả thiết một phía. Một cái này là phía trái. Còn nếu mà mình gọi trắc nghiệm một đuôi thì phân biệt là đuôi lớn đuôi nhỏ, đuôi lớn đuôi nhỏ. Thì khi mà mình đặt giả thiết đối thiết như thế, thường là mình muốn kiểm định đó, thì mình sẽ tìm ra một cái tiêu chuẩn từ cái giả thiết H0 này. Mình tìm ra một cái tiêu chuẩn, một cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn có nghĩa là nó là một cái thống kê đó. Một cái thống kê. À, thì tôi có thể nói nôm na thế này cho các anh chị hình dung ra thế nào là thống kê nè, thống kê để kiểm định nè. Ví dụ như là tôi nghi ngờ là cái khối lượng gà xuất chuồng năm nay, khối lượng trung bình của gà xuất chuồng năm nay là nó lớn hơn 3,5 kg. À. Đấy. Thì tôi lấy ví dụ về cái tiêu chuẩn kiểm định không? Đấy, bây giờ tôi sẽ căng thử. Bây giờ mình nếu mà mình căng thử 15 con. Thì thấy trung bình nó là 3,6 kg con. Cho 15 con này, căng thử 15 con. Thì thấy trung bình của nó là 3,6 kg con. Thì cái 3,6 này nó lấy thấy nó lớn hơn 3,5, nhưng mà tôi chưa được phép, lúc này là chưa được phép, chưa được phép, chưa được phép kết luận là cái giả thiết H0 này, cái giả thiết này à, cái gì chưa được phép kết luận là cái giả thiết H này là đúng. À, tại sao? Thì tôi căn thử 15 con này, cứ biết đâu tôi đang người ta chọn ngẫu nhiên mà chọn nhầm con lớn không. Đấy. Nhưng mà cái này nó lại khác. Ví dụ như ở đây là không căn thử 15 con mà lại căn thử 150 con. Thì tôi thấy cái trung bình cũng nó có cũng là 3,6. Thì lúc này tôi sẽ được phép. Lúc này tôi sẽ được phép kết luận. Kết luận giả thiết H này là đúng. Giả thiết H là cái giả thiết mà cái khối lượng trung bình gà xuất chuồng lớn hơn 3,5 con. Đấy. Thì cái tiêu chuẩn tôi dùng để kiểm định là cái gì? Tiêu chuẩn tôi dùng kiểm định ở đây là tôi lấy cái khối lượng trung bình của một số con mà cái khối lượng này nó phải thỏa mãn một cái yêu cầu nào đó thì mới gọi là cái giả thiết này mới gọi là đúng được. Đấy. Thì cái tiêu chuẩn kiểm định ở trong cái thống kê nó cũng làm tương tự như vậy. À, thì tôi sẽ bật mí ra cái tiêu chuẩn kiểm định giả thiết thống kê trong trường hợp này. À, thì đối với cái phần kiểm định giả thiết trung bình đó, kiểm định giả thiết về trung bình đó, thì nó có cái tiêu chuẩn như thế này. Tiêu chuẩn như thế này. Đấy, thì mình giả sử cái biến ngẫu nhiên mình đã khảo sát là cái biến x nè. Cái kỳ vọng nó là mi, tức là cái trung bình tổng thể đó. Đây, bây giờ mình đặt cái giả thiết H0 là mi nó bằng mi không. Đó, bây giờ cái trường hợp cái biến cái x này đó mà nó có phân phối chuẩn mà biết cái sigma đó
thì cái biến ngẫu nhiên Z này là cái thống kê Z này nó có phân phối chuẩn không một không, thì các anh chị thấy cái tiêu chuẩn này đây là Z bằng x ngang trừ mi không chia sigma nhân cái n đúng không, nó có luật phân phối chuẩn không một, thì cái này nó gọi là tiêu chuẩn kiểm định. Đấy, thì cái tiêu chuẩn kiểm định này nó sẽ cho biết cái điều gì không, chẳng hạn như đây, chẳng hạn như mình đang hạn như mình đang xét cái giả thiết này, giả thiết lúc nãy mình đang xét đó là cái giả thiết H0 là mi nó bằng 165 cm đó, thì nếu như cái giả thiết H0 này đúng thì lúc nãy mình nói là cái tiêu chuẩn kiểm định là mình đặt là Z bằng x ngang trừ cho 165 là mi không đó, chia cho cái sigma nhân căn n, cái thằng này nó có luật phân phối chuẩn không một đấy. Nhưng mà mình biết là nếu mà cái thằng Z này mà nó có luật phân phối chuẩn không một quá, thì cái giá trị của nó, giá trị của nó sẽ rơi vào trong cái khoảng, trong cái khoảng là mi trừ 3 sigma đến mi cộng 3 sigma. Hôm trước là mình nói là cái quy tắc 3 sigma đúng không, thì ở đây nó sẽ là tới đây là trừ 3, chỗ đây là số 3 đó. Thì bây giờ mình muốn kiểm định xem cái giả thiết này, giả thiết H0 này hay là cái đối thiết H1 này mi nó khác với 165, trong hai cái giả thiết này giả thiết nào là đúng. Thì bây giờ đó, thì dựa vào giả thiết H0 mình sẽ xây dựng cái tiêu chuẩn kiểm định như thế này đó. Thì bây giờ là mình kiểm tra ngặt nghèo hơn là nếu như mình tính cái giá trị của cái Z này nè, cái thằng Z này nó có tiêu chuẩn kiểm định, nó có cái vượt phân phối chuẩn không một, thì mình biết là hầu như chắc chắn cái giá trị của nó sẽ rơi vào trong khoảng trừ 3 đến 3 với xác suất gần bằng 1 đó. Cho nên là khi mà mình lấy mẫu cụ thể, nếu giá trị của con Z nó rơi vào trong đây, nó rơi vào trong khoảng trừ 3 đến 3 thì có nghĩa là cái giả thiết H0 này nó đúng. Còn nếu mà nó rơi qua ngoài cái khoảng này, tức là cái giá trị của con Z này nó nhỏ hơn âm 3 hoặc là lớn hơn 3 thì coi như Z này nó sai, mà nó sai thì nó cái Z này nó không có luật phân phối chuẩn không một, thì dẫn đến là cái H0 nó sai đấy. Thì cái tiêu chuẩn kiểm định là mình làm như thế. À, ví dụ như mình đang nói về cái chiều cao của thanh niên đi, bây giờ mình sẽ khảo sát khoảng 15 thanh niên, 15 thanh niên mình thấy cái x ngang này nè nó là 166 đó, 166 rồi đấy, là mình sẽ lấy 166 trừ 165 chia sigma nhân căn n lại đó, thì mình thấy con số này nó là nó nằm ở trong khoảng trừ 3 đến 3 thì mình sẽ chấp nhận giả thiết không. Thế bây giờ á, nhưng mà trong thực tế á, thì cái con số mà trừ 3 đến 3 này thì đó có những cái trường hợp mà mình sẽ chấp nhận giả thiết H0, nhưng mà mình không có dùng cái con số trừ 3 này, mà nó sẽ dùng con số khác. Số khác nó sẽ liên quan đến một cái số được gọi là mức ý nghĩa đó, nó gọi là Z alpha hoặc là Z alpha chia 2. Đấy không? Đấy, thì nó liên quan đến con số này. Thì con số Z alpha chia 2 này nó sẽ liên quan đến một cái số gọi là mức ý nghĩa của phép kiểm định đó. Thì mình sẽ nghiên cứu tại sao nó có cái mức ý nghĩa này. Về nguyên tắc á, thì khi mà mình kiểm định giả thiết thì mình sẽ đặt cái tiêu chuẩn kiểm định, thì cái tiêu chuẩn kiểm định này nó sẽ chia cái miền giá trị của cái mẫu làm hai miền, một miền gọi là miền bác bỏ giả thiết H0, còn một miền gọi là miền chấp nhận giả thiết H0 đấy. Nhưng mà khi mà mình đặt ra cái miền giả thiết H0 như thế đó thì nó sẽ gặp một cái sai lầm, thì cái này nó gọi là sai lầm loại 1, sai lầm loại 2 à, gặp cái sai lầm. Thì khi mà mình chấp nhận giả thiết H0 không, thì mình sẽ xem cái bảng là tôi sẽ viết cái bảng như thế này cho anh chị xem. Thì cái giả thiết mình đặt ra là giả thiết H0, giả thiết H0 thì nó sẽ ra hai cái trạng thái là đúng hoặc là nó sai.
đúng hoặc là nó sai. Thì cái quyết định của mình đó là mình sẽ quyết định là chấp nhận đó hoặc là mình bác bỏ nó, đúng không? Thì nó sẽ có hai cái quyết định tương ứng với cái hai trạng thái này. Nếu như cái thằng H0 này đúng mà mình chấp nhận nó thì mình đúng, phải không? Đó, nó sai mà mình bác bỏ nó thì mình cũng đúng luôn. Thằng này nó sai thì mình bỏ nó thì sai thì mình đúng rồi. Đấy. Còn bây giờ nó có cái sai lầm cái chỗ là cái giả thiết H0 này nó đúng nhưng mà mình bác bỏ nó thì mình bị sai lầm. Thì cái này mình cũng gặp sai lầm nè. Giả thiết H0 nó sai nhưng mình chấp nhận nó thì mình cũng sai lầm. Đấy. Thì ở đây nó có hai loại sai lầm, và cái sai lầm loại một á là sai lầm khi mình bác bỏ H0 trong khi thực tế nó đúng. Đây là sai lầm loại một. Thấy không? Còn sai lầm loại hai là gì? Là H0 nó sai nhưng mình chấp nhận nó. Đấy. Thì hai cái sai lầm này trong thực tế thì nó đều có cái tác hại. Cho nên trong thực tế thì khi mà mình quyết định vấn đề gì đó thì mình cố gắng làm sao để hạn chế hai cái sai lầm này. Thì cái cách làm của người ta đó thì người ta sẽ hạn chế cái xác suất sai lầm loại 1 ở mức alpha. Thấy không? Ở mức alpha, và cái alpha này thường người ta sẽ lấy ở trong cái khoảng từ 1% đến 10% thôi. Đó, tức là cái xác suất sai lầm loại 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 1 nó tối đa là nó 10%. Tối đa tới mức alpha thôi, mà alpha là tối đa khoảng 10%. Thì tùy theo bài toán. Thì khi đó thì người ta sẽ tìm ra một cái tiêu chuẩn để mà cái sai lầm loại 2 nó thấp nhất. Thấy không? Thì cái cách làm ta vậy nó mới xuất hiện cái mức ý nghĩa. Vậy thì trong quá trình kiểm định đó, ngoài chỉ ra cái tiêu chuẩn kiểm định này, mình phải chỉ ra cái mức ý nghĩa. Thấy không? Chỉ ra cái mức ý nghĩa để chi? Để mình sẽ xác định được một cái giá trị. Rồi, cụ thể như thế này. Tôi đảo là cái bài toán khối lượng gà xiết chuồng. Khối lượng gà xiết chuồng ví dụ như là cái giả thiết H0 tôi đặt ra như thế này. Mi là bằng 3,5 kg trên con. Và cái đối thiết H1 là tôi đang quan tâm là đối thiết cái trắc nghiệm hai đuôi ấy, là mi nó khác 3,5. Không. À, tôi mới đi căng thử 15 con. Cái này tôi sẽ lấy mức mức ý nghĩa alpha bằng 5%. Tôi lấy đại khái 5%. Thì bây giờ đó là bây giờ mình đi lấy mẫu cỡ 15. Tức là mình lâm căm căng 15 con gà. Không? Và mình tính ra được cái trung bình mẫu này thế này. Tính ra trung bình mẫu là chẳng hạn như là ở đây tôi tính được cái ít ngang là nó bằng 3,6. Và cái ếch nó bằng 0,3. Con này chênh lệch với con kia là khoảng 3 kg, không 300 gram. Đại khái thế. Thì bây giờ đó cái tiêu chuẩn kiểm định ở đây trong trường hợp này là biến ngẫu nhiên ít là biến ngẫu nhiên chỉ khối lượng gà xuất chuồng nó có phân phối chuẩn. Và chỗ này tôi chưa chưa có biết sigma ha, chưa biết sigma. Chưa biết sigma. Thì bây giờ tôi sẽ xem cái lý thuyết lại là tôi xem cái trường hợp cái tiêu chuẩn kiểm định trong trường hợp này là nó là cái gì. Phân phối chuẩn mà chưa biết độ lệch chuẩn thì tôi sẽ dùng cái tiêu chuẩn T này. Không, tiêu chuẩn T là nó bằng cái gì? Ít ngang trừ mi không chia ớt nhân căn n. Cái này nó có luật phân phối Student. Phân phối Student n trừ 1 bậc tự do. Được chưa? Đấy, thì tôi sẽ lấy cái tiêu chuẩn này là làm tiêu chuẩn kiểm định, tức là tôi lấy tính cái T này. T bằng là ít ngang trừ mi không chia ớt nhân căn n. Đó, là cái này là tiêu chuẩn kiểm định này. Nó có luật phân phối student n trừ 1 bậc tự do, đúng chưa? Đấy, thì mình nhớ là cái nếu mà cái nó là cái phân phối student đó thì cái hàm mật độ của nó sẽ cũng có cái dạng phân phối chuẩn như thế này. Đấy, thì dựa vào cái luật phân phối của nó thì tôi sẽ tìm hai cái giá trị là t alpha chia 2 và trừ t alpha chia 2. Đấy, cái này gọi là giá trị tới hạn ha. Thì cái giá trị t alpha chia 2 này đó là cái miền tôi gạch gạch này nó là có diện tích bằng alpha chia 2 nè.
đây bằng alpha chia 2. Đấy, tức là cái này thì có nghĩa là gì? Cái miền gạch gạch nó chính là cái xác suất để mà cái giá trị tuyệt đối của T mà nó lớn hơn T alpha chia 2. À, cái này nó bằng alpha. Thì tôi lập cái tiêu chuẩn này ra xong rồi tôi mới đi đi tính toán nè, đi tính toán. Và tôi sẽ thế vô cái tiêu chuẩn này, thế thế cái giá trị tôi tính được cái trên mẫu vô cái tiêu chuẩn này bằng cách như thế này. Cái x ngang là 3,6 thì trừ cho y nguyên mi không là 3,5. 3,5. Đóng ngoặc lại. Nên là nhân cho căn n. Căn n ở đây là tôi lấy 15. Lấy 15 và chia lại cho sigma là 0,3. Thì cái này nó ra tới 5. Cái số 5 này nó lớn hơn cái t t alpha chia 2 này. T alpha chia 2 này tôi tra bảng là tôi tra ở cái bảng số số 2 á. Để tôi mở cái bảng số 2 lại. Bảng phụ lục luôn rồi. Đây, bảng số 2 là thì đối với cái bảng số 2 này đó thì để tra T alpha đó là mình coi cái bậc của nó, bậc tự do của nó. Thì lúc nãy đó là trong cái bài này á tôi lấy ví dụ là n là 15, tôi căn cỡ căn 15 con gà thì n 15 vậy n trừ 1 lên là 14. Thì cái giá trị tới hạn ở đây là tôi tra 14 bậc tự do. Và alpha chia 2, alpha tôi lấy 5% thì chia 2 là 0,025 phải không? Thì cái giá trị T alpha ở đây là 2, 1 1 2,1448. Thì cái giá trị chỗ này đó là 2,1448. Trong khi thực tế tôi tính ra cái giá trị này. Giá trị này là nó cái này là nhân cho căn 15 rồi tôi quên nhân căn 15. Là x ngang là bằng 3,6 mà. 3,6 trừ cho 3,5. Nhân cho căn n tức là nhân cho căn của 15. Rồi sau đó mà chia lại cho 0,3. Thì nó ra có 1,29. Cái 1,29 nè. Thì mình thấy ở trên cái trục số rồi cái số này nó ra tới 2,1 nè. 2,1 chỗ này. Chỗ này là âm 2,1. Còn cái giá trị mình tính ra đó là nó có 1,20 mấy. 1,29 tức là 1,3 nó nằm đây. Nằm đây. Mà khi mà mình tính ra cái giá trị T này đó, giá trị của cái thống kê T này mà nó nằm từ cái T alpha mà đảo ở bên phía phía phải hoặc là từ trừ T alpha chia 2 đảo phía trái thì H0 mới bị bác bỏ. Nhưng mà cái T này nằm đây. T nằm đây thì rõ ràng là cái H0 này không được bác bỏ. Mà không bác bỏ thì có nghĩa là mình nói là cái khối lượng trung bình gà sức chuồng là 3,5 kg con, tức là nó bằng với mức cũ nó không thay đổi gì cả. Đó, thì bây giờ cũng cái bài như thế này nhưng mà bây giờ mình lấy cỡ mẫu là 100. Nhưng mình sửa này là lấy cỡ mẫu là 100. Cỡ mẫu 100. Và mình cũng tính được x ngang là này ớt là như thế này. Như vậy thì mình sẽ kết luận sao? Thì với cỡ mẫu 100 á, thì chỗ này mình không có lấy cái tiêu chuẩn ở trường hợp 2 này ra, tại vì cái này là mình sẽ áp dụng cho trường hợp mẫu lớn rồi. À, áp dụng cho trường hợp mẫu lớn thì cái tiêu chuẩn kiểm định nó đảo về cái tiêu chuẩn này. Về cái tính chất thì cái viết nó giống nhau, mình viết nó vẫn là x ngang trừ mi không chia cho s nhân căn n phải không, nhưng mà cái thằng này nó lại có luật con phối chuẩn 0,1 cho nên mình ký hiệu nó là z, mình ký hiệu nó z đó. Thì lúc này cái tiêu chuẩn kiểm định là z không? Bây giờ mình sửa cái đề lại như thế này thì cỡ mẫu là 100 thì lúc này cái tiêu chuẩn kiểm định mình không có ghi là d nữa là T nữa mà mình ghi lại gì Z và cái này nó có luật phân phối chuẩn 0,1. Đấy, thì cái này mình ghi là Z này. Bằng cái này nó có luật phân phối chuẩn 0,1 nha. Đó.
thì lúc này là cái giá trị chỗ này đó là mình sẽ giá trị chỗ này là mình sẽ ký hiệu nó là Z alpha chia 2 chứ không còn ký hiệu nó là T nữa. Thì ở đây đó thì với khi mà mình lấy cái tiêu chuẩn này ra thì bây giờ mình tính cái giá trị tiêu chuẩn này thì lúc này cái Z nó sẽ bằng cái gì? Đây 3,6 trừ 3,5 nhân cho căn N đây là căn 100 rồi chia lại cho S là 0,3 thì lúc này nó ra gì? Mình lại tiếp tục tính cái này. Thì cái căn bậc 2 này nó thay đổi nè. Căn bậc 2 của 100. Thì này nó ra là 3,33. 3,33. Về cái giá trị đó thì mình sẽ phải tra thì ở trong cái luật phân phối chuẩn đó. Phân phối chuẩn thì cái hàm mật độ nó sẽ có dạng thế này. Mình tra hai cái điểm là Z alpha chia 2 và trừ Z alpha chia 2. Thì cái phần gạch gạch này nó cái diện tích nó vẫn là gì đây, bên đây vẫn là alpha chia 2. Bên đây cũng là alpha chia 2. Tức là cái xác suất để mà cái biến ngẫu nhiên Z này nè nó tuân theo luật phân phối chuẩn tắc đó. Giá trị nó lớn hơn Z alpha chia 2 này bằng alpha. Và cái giá trị Z alpha chia 2 này đó là mình sẽ tra ở chỗ cái bảng tra ở cái bảng số số 4. Cho bảng số 4 này. Đó, thì alpha chia 2 là 0,025. Thì cái giá trị này là 1,96. Giá trị này bằng 1,96 này. 1,96 thì ở đây mình sẽ đánh dấu vô đây, chỗ này nó bằng 1,96 này. Nhưng mà khi mà mình tính ra thì cái thằng này nó tới 3,33 là nó nằm ở đây này. Cái giá trị Z này nó nằm ở đây nè. Còn cái giá trị Z alpha chia 2 nằm đây. Vậy thì vô tình cái Z này nó gơ vào miền bác bỏ. Cho nên mình sẽ bác bỏ giả thiết H0 này. Đó. Và khi mình bác bỏ giả thiết H0 này thì mình sẽ chấp nhận giả thiết H1. Chấp nhận giả thiết H1 rồi mình sẽ kết luận là gì? Là khối lượng gà xuất chuồng năm nay là thực sự nó đã khác so với năm trước. Thấy không? Nó khác so với năm trước. Nó không còn là 3,5 kg một con nữa, mà nó có thể lớn hơn hoặc có thể nhỏ hơn. Thì cái quy trình kiểm định mình sẽ làm như thế. Thấy không? Quy trình kiểm định mình sẽ làm như thế. À, thì tôi nhắc lại thì đối với kiểm định giả thiết về trung bình á, thì cái giả thiết H0 mình đặt ra là mi bằng mi không ở mức alpha. Thấy không? Thì cái tiêu chuẩn kiểm định á, thì mình sẽ xét 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ít có phân phối chuẩn biết sigma. Trường hợp 2 là phân phối chuẩn chưa biết sigma. Và trường hợp 3 là mẫu lớn. Còn cái dạng đối thiết. Dạng đối thiết thì nó sẽ có 3 dạng là H1 mi khác mi không. Rồi, hoặc là mi lớn mi không hoặc là mi nhỏ hơn mi không. Thì 3 dạng đối thiết mình gọi tắt là dạng 1, dạng 2, dạng 3, 3 dạng này. Thì tùy theo cái trường hợp thì đối với đối thiết dạng dạng 1 và cái trường hợp 1 thì cái giá trị tới hạn nó là Z alpha chia 2 và H0 bị bác bỏ khi giá trị tuyệt đối của Z nó lớn hơn giá trị tới hạn. Đó. Còn trường hợp mà đối thiết dạng 2 và nó rơi vào trường hợp 1 thì cái giá trị tới hạn nó là Z alpha và H0 bị bác bỏ khi Z nó lớn hơn giá trị tới hạn. Nếu mà đối thiết dạng 3 và trường hợp 1 thì cái giá trị tới hạn nó là trừ Z alpha và H0 bị bác bỏ khi cái Z nó nhỏ hơn giá trị tới hạn. Bây giờ thì tiêu chuẩn kiểm định lúc này là tiêu chuẩn Z nè. Tiêu chuẩn Z.
Rồi bây giờ cái tới cái trường hợp 2 và dạng 1 thì giá trị tới hạn ở đó là T N trừ 1 alpha chia 2 và H0 bị bác bỏ khi giá trị tuyệt đối của T nó lớn hơn giá trị tới hạn. Trường hợp đối thiết mà dạng 2 của trường hợp 2 thì giá trị tới hạn là T N trừ 1 alpha. H0 bị bác bỏ khi T lớn hơn giá trị tới hạn. Còn trường hợp đối thiết về dạng 3, trường hợp 2 giá trị tới hạn là trừ T alpha, trừ T N trừ 1 alpha và H0 bị bác bỏ khi T nhỏ hơn giá trị tới hạn. Trường hợp 3 thì cũng tương tự như trường hợp 1. Thấy không? Nhưng mà cái tiêu chuẩn ở đây là Z bằng x ngang trừ mi không chia S nhân căn N. Cái này nó có luật phân phối chuẩn 01. Thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu các cái ví dụ như sau. Thì một cái phân xưởng của một nhà máy sản xuất một loại chuột máy, sau một thời gian hoạt động thì chọn ngẫu nhiên 20 chuột máy và đo được đường kính trung bình là 251,25 và độ lệch chuẩn mẫu là 7,711, đơn vị là mm. Thì biết rằng đường đường kính của chuột máy là của phân xưởng là có phân phối chuẩn và đường kính theo quy định là 250. Thì ở mức ý nghĩa alpha hãy cho kết luận xem là đường kính chuột máy do phân xưởng đó sản xuất có đúng quy định hay không. Thì đúng quy định có nghĩa là đường kính trung bình của nó là 250. Đúng không? Đường kính quy định đường kính theo quy định của nó là 250. Vậy thì nếu đúng quy định thì mình khi mình sản xuất ra các cái chuột máy thì mình đo cái đường kính hết các cái chuột máy này, mình tính trung bình thì ra 250 thì đúng. Còn nếu mà nó không đúng quy định thì nó sẽ khác 250. Như vậy thì ở đây người ta hỏi là đúng quy định hay không. Thì mình khi mà mình kiểm định giả thiết đó thì mình sẽ đặt giả thiết H0 là mi bằng mi không bằng 250 và đối thiết mi khác mi không. Đó. Thì các anh chị tìm hiểu cho tại sao chỗ này mình đặt là mi khác mi không mà không đặt là mi lớn mi không. Đó. Mình căn cứ vào cái đề này. Đó thì bây giờ mình căn cứ vào cái đề này mình đặt cái giả thiết H0 và đối thiết H1 với cái gì đấy, đối thiết H1 rồi mức ý nghĩa 5% mình đem xuống ha. Thì ở đây thì cũng từ cái đề nè mình sẽ chỉ ra được cái trung bình mẫu. Ở đây trung bình mẫu đó là 251,25 và cái độ lệch chuẩn mẫu là 7,711. Đúng chưa? Kích thước mẫu là N là 20 và X có phân phối chuẩn. Cái này mình đọc là X có phân phối chuẩn rồi. Đó thì theo các anh chị thì cái này nó sẽ rơi vào trường hợp nào trong ba trường hợp trên đây đấy, thì cái này tôi chưa có chiếu đáp án hết thì chúng ta xem thử coi mình coi, coi cái này nó rơi vào trường hợp nào. Các anh chị nhìn ha, trường hợp 1 là gì? X có phân phối chuẩn biết sigma. Sigma này nó gọi là độ lệch chuẩn tổng thể à, độ lệch chuẩn tổng thể. Còn cái trường hợp 2 X có phân phối chuẩn chưa biết sigma. Đúng chưa? Còn trường hợp 3, trường hợp này tôi tạm gọi là trường hợp gọi tắt là mẫu lớn.
n lớn 30. Đó. Thì khi mà mình nhìn vô cái ví dụ này đó thì mình thấy rõ ràng là n nó có 20. N nó có 20. Đúng không? N 20. Thì nó họ mình loại bỏ trường hợp 3 ra. Vậy là còn hai trường hợp 1 và 2. Một là biết sigma, hai là không biết sigma. Vậy trường hợp này nó rơi vào cái nào? Cái bài này nó rơi vào trường hợp nào? Thì mình đọc cái đề thì mình không thấy cái chỗ nào nó để là độ lệch chuẩn, nó chỉ cho độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn mẫu thôi. Đây là độ lệch chuẩn mẫu, thấy không? Tức là chỗ này mình ký hiệu là S chứ không phải là sigma, được chưa? Đây là độ lệch chuẩn mẫu và ký hiệu là S. Đó. Vậy thì cái này nó rơi vào cái trường hợp số 2, trường hợp số 2, thấy không? Và đối thiết là dạng một, đối thiết là dạng một, mi khác mi không. Thấy không? Đối thiết dạng 1, mi khác mi không. Và trường hợp 2 là trường hợp có phân phối chuẩn chưa biết sigma. Thế thì rõ ràng là cái tiêu chuẩn kiểm định của mình đó là T nó có phân phối chuẩn, xin lỗi, phân phối student N trừ 1. Thấy không? Mà N của mình 20, vậy thì N trừ 1 là 19. Đó. Thì cái giá trị tới hạn ở đây mình tra ra thì nó sẽ ra là bằng 2,0930. Đó, thì mình tra cái mình coi cái giá trị này mình tra như thế nào, thấy không? Mình có alpha đây là 5% đúng không? 5% tức là 0,05. Alpha là 0,05. Vậy thì mình chia làm 2 thì nó ra 0,025. Đúng chưa? 0,25 và cái số bậc tự do 19. Vậy thì ở đây em tra cái bảng số 2. Em tra cái bảng số 2 thì bảng 4 rồi. Đây bảng 2 nè. Phần bảng 2 thì em quan tâm đến hai cái số. Cái số bậc tự do là n. Nó nằm ở ở đầu dòng. Và cái số alpha đó thì mình tra ở đầu cột. Đó, thì bây giờ ở đây là mình xác định là số bậc tự do là 19 đúng không? Số bậc tự do là 19 thì nó nằm ở dòng này nè. Rồi bây giờ mình coi cái cột nào mà nó có số 0,025. 0,025 nè, mình chiếu dài xuống. Thì ra đây. Thì nó ra 2,0930. Được chưa? Đó, thì ở đây cái giá trị gì? Cái giá trị tới hạn đó là 2,0930. Thấy không? Và bây giờ với mẫu cụ thể thì mình sẽ đi tính cái giá trị tiêu chuẩn kiểm định này. Đó, tức là mình sẽ lấy x ngang 251,25 trừ cho 250. Rồi chia cho cái độ lệch chuẩn của mẫu là 7,711. Rồi nhân cho căn bậc 2 của n. Thì nó ra cái số này. Thì bây giờ mình vẽ cái trục số ra, thì trong trường hợp này á là cái t alpha chia 2 nằm đây, và trừ t alpha chia 2 nằm đây, thấy không? Từ cái vậy thì cái miền bác bỏ đó, miền bác bỏ là từ đây đảo qua bên trái, bác bỏ là bác bỏ giả thiết không, miền bác bỏ giả thiết không đó chị. À, thì từ cái số t alpha chia 2 này đảo qua bên phải hoặc là trừ t alpha chia 2 này đảo qua trái. Bây giờ mình sẽ tính được cái giá trị t này. Còn cái giá trị T alpha là nó là 2,09 đúng không? Chỗ này là 2,09. 2,09. Chỗ này là trừ 2,09. Chỗ này là số 0. Còn cái giá trị kiểm định của mình á, cái này gọi là giá trị kiểm định. Giá trị kiểm định của mình nó nằm chỗ này. Thấy không?
là T nó nằm chỗ này, thì rõ ràng là T này nó không thuộc miền bác bỏ giả thiết H0, đúng chưa? Cho nên ở đây mình sẽ chấp nhận giả thiết H0. Mà trong hai cái giả thiết H0 và H1 này đó thì mình hiểu là gì? H0 có nghĩa là đường kính trục máy đúng quy định, còn H1 là đường kính trục máy không đúng quy định. Nhưng mà ở đây mình đã chấp nhận giả thiết H0 rồi, vậy thì mình sẽ kết luận sao? Đường kính trục máy do phân xưởng sản xuất đúng quy định, kết luận ở mức alpha bằng 5%. Đó, thì cái ví dụ này các anh chị theo kịp không? Thì qua cái ví dụ này đó, mình sẽ tóm tắt lại các cái bước để mà kiểm định giả thiết. Đây là các bước giải cái bài toán kiểm định giả thiết. Cái này là về trung bình hay tỷ lệ, hay tỷ lệ nó có hai bài toán. Thì bước thứ nhất của mình là gì? Chỉ ra cái dấu hiệu mình nghiên cứu, hay là cái dấu hiệu thống kê đó, dấu hiệu kiểm định là dấu hiệu nghiên cứu, và cái tham số kiểm định, tức là biến ngẫu nhiên x, chỉ cái gì, chỉ cái gì, và cái mi không là bằng bao nhiêu, rồi x ngang nó bằng bao nhiêu, rồi cái s nó bằng bao nhiêu, thấy không? Có lẽ là mình sẽ ghi thêm cái kích thước mẫu coi nó bằng bao nhiêu nữa. Đấy. Nó có luật phân phối gì, có luật phân phối chuẩn hay không? Không, tức là ở đây mình sẽ xác định ngay từ cái bước ban đầu này, mình sẽ xác định được luôn và coi cái bài toán mình nó rơi vào cái trường hợp nào trong ba cái trường hợp bên đây. Đó, thì cái bước tiếp theo là mình sẽ đặt cái giả thiết đối thiết. Bước thứ hai là mình sẽ đặt cái giả thiết H0 rồi đối thiết H1. H1 và cái mức ý nghĩa alpha. À, thì thường cái mức ý nghĩa alpha này để nó cho. Còn cái giả thiết H0 này đó là cũng đề cho nữa, nhưng mà từ cái đề mình phải 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 phiên nó thành là cái trắc nghiệm một đuôi hay hai đuôi, mà một đuôi thì đuôi lớn hay đuôi đuôi bé. Thì đó là mình đặt cái giả thiết. Còn cái giả thiết H0 thì lúc nào cũng mi bằng mi không hoặc là b bằng b0. Mi bằng mi không là trong kiểm định giả thiết về trung bình, còn b bằng b0 là kiểm định giả thiết về tỷ lệ, đúng chưa? Đấy. Rồi bước thứ ba là mình chỉ ra tiêu chuẩn kiểm định. Cái tiêu chuẩn kiểm định. Chỉ ra tiêu chuẩn kiểm định. Thì cái tiêu chuẩn kiểm định này đó, chỉ ra tiêu chuẩn kiểm định thì cái bước này mình có thể bỏ qua. Thể bỏ qua cũng được. Thì bước thứ tư là ở đây là em nhìn vô cái đề này. Thì cái bước thứ tư, cái bước thứ ba là tiêu chuẩn kiểm định là chỗ này nè, thấy không? Cái này là bước bước ba này, bước thứ ba này, bước thứ ba là chỗ này, còn bước thứ tư là chỗ này. Bước thứ tư là mình sẽ tra cái giá trị tới hạn này. À, bước thứ tư là tra giá trị tới hạn, và bước thứ năm là mới làm cái này. À, thì cái bước thứ tư là tra giá trị tới hạn.
mình tra giá trị tới hạn thì ở đây thì mình cũng hầm ngầm hiểu là mình đã định ra cái miền bác bỏ đó. Tra giá trị tới hạn có nghĩa là mình định ra cái miền nào là miền bác bỏ cho thiết hay không. Không, thì có nghĩa là thì cũng có nghĩa là mình đã định ra cái miền bác bỏ giả thiết H0. Bước thứ thứ năm, bước thứ năm là mình tính cái giá trị kiểm định, tính cái giá trị kiểm định. Tức là giá trị của tiêu chuẩn kiểm định đó. Thì ở trên đây tôi có thể nói cái bước qua này có thể bỏ qua nếu mà mình đã nắm được cái tiêu chuẩn kiểm định rồi, mình tính được cái bước năm này. Rồi nếu mà mình không nắm được cái tiêu chuẩn kiểm định đó thì mình không thể nào làm được cái bước năm này. Phải chưa? Tại mình tính cái giá trị tiêu chuẩn kiểm định này ra mà. Rồi bước thứ sáu. Bước thứ sáu là mình sẽ so sánh cái giá trị kiểm định và cái giá trị tới hạn và quyết định xem là quyết định chấp nhận hay bác bỏ giả thiết không, bác bỏ giả thiết không và mình kết luận. Đó. Kết luận tức là mình trả lời câu hỏi cho bài toán. Được chưa? Trả lời câu hỏi cho bài toán. Đây là cái 6 bước của bài toán kiểm định giả thiết về trung bình hoặc là tỷ lệ hoặc là ở trong này thì nó có bài toán so sánh hai trung bình nữa. Thấy không? Nhưng mình giới hạn lại chỗ trung bình với tỷ lệ thôi. Đấy. Thì bây giờ các em coi cho thầy cái ví dụ 5.2. 5.2. Mình sẽ coi các cái bước của nó coi đúng chưa? Có đúng trình tự chưa? Để xem giùm thầy đi rửa mặt nha. Thì bây giờ đó là các anh chị xem cái ví dụ 5.2 thì mình thấy là các cái bước quy định rõ ràng đúng không? Thì bây giờ mình sẽ coi coi tại sao chỗ này nó đặt cái đối thiết là mi nhỏ hơn mi không. Thì mình đặt đối thiết là mi nó nhỏ hơn mi không. Thì cái đề bài toán nó hỏi là nó yêu cầu là kết luận về hiệu quả của đợt cải tiến kỹ thuật thôi. Đó. Kết luận về hiệu quả cải tiến kỹ thuật có nghĩa là mình sẽ trả lời câu hỏi là cải tiến kỹ thuật thực sự có hiệu quả hay không? Đấy. Thì thật ra mình trả lời câu hỏi là cải tiến kỹ thuật thực sự có hiệu quả hay không? Đó, qua quá trình này mình kiểm định thì mình sẽ trả lời câu hỏi đó. Thì cái này các bước nè, cái bước đầu tiên đó là cái thường là mình gọi tên biến ngẫu nhiên phải không? Rồi bước thứ hai là đặt giả thiết đối thiết và mức ý nghĩa nè. Rồi bước thứ ba là tiêu chuẩn kiểm định nè. Bước thứ tư là giá trị tới hạn. Rồi bước thứ năm là giá trị kiểm định và bước thứ sáu là kết luận.
Thì các em thấy là cái chỗ này đó là tiêu chuẩn kiểm định đó là Z phải không? Cái này là cái này nó rơi vào cái trường hợp 3. Trường hợp 3, phải không? Cái thước mẫu lớn hơn 3 đó, lớn hơn 30 đó. 36N bằng 36 lớn hơn 30. Là cái giá trị tới hạn đó là mình tra cái bảng số giá trị tới hạn này tôi làm bằng 10% là sai rồi, cái này có 5% mà cái gì, cái này tôi ghi lại là 15%. Đúng chưa? 5%. Cái mức ý nghĩa 5% thì giá trị tới hạn đó là cái này. Là tra cái bảng số 4, bảng số 4 rồi. Thì bảng số 2 nè, bảng số 3 nè, bảng số 4 nè. 5% là 0,05 thì giá trị tới hạn đó là 1,6449. Nhưng mà ở trường hợp này đó là mình thêm dấu trừ vào các anh chị, thêm dấu trừ vào. Đúng không? Thì mình tính ra thì ở đây lúc này do trắc nghiệm một đuôi đó. Trắc nghiệm một đuôi mà đuôi nhỏ. Đúng không? Thì ở đây cái giá trị tới hạn đó là trừ 1,6449, chỗ này là số 0, thấy không? Thì cái miền bác bỏ là từ chỗ này đảo ở bên bên trái, miền bác bỏ đó là miền này, cái trục này là trục ít, thấy không? Đó, thì miền bác bỏ nó là cái miền từ cái số âm 1,6449 đảo vào bên trái, đúng chưa? Đảo vào bên trái. Đó, và với mẫu cụ thể thì mình tính được cái Z này nó có âm không 0,8, mà âm 0,8, âm 0,9 đi, thì cái Z nó nằm đây này. Đúng không? Cái Z nó nằm đây, còn miền bác bỏ là nằm đây, đây là miền bác bỏ, miền bác bỏ H0. Đúng không? Miền bác bỏ H0 là nằm đây này. Đó, còn cái Z nó nằm đây là nó không không thuộc về miền bác bỏ. Cho nên đó chỗ này đó là H0 không bị bác bỏ, H0 là cái này, không? Còn H1 là chỗ này. Thì từ cái H0 này đó mình diễn giải bằng L, đó là cái số khuyết tật trung bình trên mỗi sản phẩm vẫn là 3. Còn H1 là số khuyết tật trung bình trên mỗi sản phẩm là thật sự nó bé hơn 3. Đúng không? Như vậy thì cải tiến kỹ thuật mà cái số khuyết tật trung bình trên mỗi sản phẩm nó vẫn là 3, vậy thì nó không hiệu quả, chỗ này là không hiệu quả. Còn cái chỗ này là hiệu quả, đúng không? Hiệu quả. Vậy thì do mình chấp nhận giả thiết H0 thì mình kết luận là cải tiến kỹ thuật không mang lại hiệu quả. Đúng không? Còn nếu mình bác bỏ H0 thì mình mới kết luận là cải tiến kỹ thuật thật sự mang lại hiệu quả. Được chưa? Đấy, thì qua cái bài toán là mình sẽ trả lời được cái câu hỏi này. Mình qua quá trình mình giải bài xong rồi mình sẽ trả lời câu hỏi này. Như thứ nữa là tôi lưu ý các anh chị là chỗ cái bước 4, bước 5 này mình có thể thay đổi cho nhau cũng được. Bước 5 mình đôn lên bước 4 để xuống bước 5 cũng được, không có gì hết. Đây thì đây là bài toán kiểm định giả thiết, ví dụ 5.2. Còn ví dụ tiếp theo là ví dụ 5.3. Ví dụ 5.3. Các anh chị đọc dùm ví dụ 5.3 rồi. Hiền đọc dùm này coi. Ví dụ 5.3 đọc cho mấy bạn nghe luôn đi. Có in tài liệu ra được không? Chúng ta có in tài liệu ra được không các bạn? Dạ có in rồi. À, đi đọc dùm cái đề dùm thầy đi. Em đọc luôn thôi thầy. À. Công ty ABC muốn sản xuất loại bóng đèn có tuổi thọ trung bình mi bằng 1.600 giờ. Nếu thời gian dùng ngắn hơn 1.600 giờ thì công ty sẽ mất khách hàng. Nếu thời gian dùng dài hơn thì chi phí sản xuất tăng lên. Để biết xem quy trình sản xuất có tốt không, công ty chọn một mẫu ngẫu nhiên gồm 64 bóng đèn đốt thử và thấy tuổi thọ trung bình của chúng là 1.575 giờ
với độ lệch chuẩn là 121 giờ. Hãy cho kết luận về quy trình sản xuất ở mức ý nghĩa 5%. Rồi, đây cảm ơn. Thì ở đây nó kêu đề toán yêu cầu là kết luận về quy trình sản xuất ở mức ý nghĩa 5%. Kết luận về quy trình sản xuất có nghĩa là mình trả lời câu hỏi là gì đây? Quy trình sản xuất hiện tại có tốt không? Là quy trình sản xuất hiện tại có tốt không? Tốt không? Và mình mới đi lý giải tốt có nghĩa là sao và không tốt có nghĩa là sao. Thì công ty thì mình thấy là nếu như tuổi thọ bóng đèn mà nó ngắn hơn 1600 thì mất khách hàng, mà mất khách hàng thì không tốt, đúng không? Rồi nếu thời gian dùng dài hơn thì chi phí sản xuất tăng lên, chi phí sản xuất tăng lên nó cũng không tốt. Nói như vậy thì đứng về phía công ty đó, mà cái tuổi thọ trung bình của bóng đèn này nó lớn hơn 1600 giờ hoặc là nó nhỏ hơn 1600 giờ đều không tốt, đúng không? Mà nó bằng 1600 giờ lại nó tốt. Vậy thì nếu bằng 1600 giờ là tốt, còn không bằng là không tốt. Như vậy thì mình muốn trả lời câu hỏi là quy trình sản xuất hiện tại có tốt không, thì mình sẽ đặt đối thiết là mi khác mi không như thế này. Chứ mình không có đặt là mi lớn mi không, mi nhỏ mi không. Mình đặt là mi khác mi không. Rồi cái giả thiết khác không thì mi nó bằng mi không rồi, đúng chưa? Đấy, thì ở đây mình sẽ ghi thêm cái mức alpha vô nè. Các em ghi giùm thầy ở mức alpha. Ở mức alpha bằng 5%. Bây giờ thì ở đây là người ta đã chọn ngẫu nhiên 64 bóng đèn là n là 64 rồi. Thì cái em thấy là n bằng bằng 64 là nó lớn hơn 30 rồi. Vậy thì nó rơi vào trường hợp 3, mà trường hợp 3 thì chỗ này nó sẽ có phân phối chuẩn 01. Tiêu chuẩn Z ha. Cái này là thì các em lưu ý cho thầy, em ghi nhớ cái này. Cái này là trắc nghiệm hai đuôi. Trong kiểm định giả thiết mà là trắc nghiệm hai đuôi thì alpha chia 2. Trắc nghiệm một đuôi thì alpha chia 1. Nhớ thì thầy, đây chỗ này mình tra là z alpha chia 2 không? Z alpha chia 2 là z 0,025. Alpha là 0,05 nè. Vậy là alpha chia 2 là 0,025, đúng chưa? Đó, thì ở đây mình sẽ tra cái bảng số 4. 0,025 là bằng 1,96. Nằm đây luôn nè. Thì lúc này đó, cái miền bác bỏ nó mình sẽ định ra như thế nào. Mình vẽ cái trục số ra. Nó có hai cái số là 1,96 nằm đây nè. Và trừ 1,96 nằm đây nè. Thì đối với trắc nghiệm hai đuôi là mình thì cái miền bác bỏ nó nằm về hai phía. Nó nằm hai phía của cái trục hoành đó. Cho nên nó mới gọi là trắc nghiệm hai đuôi. Thấy không? Thì khi mà em vẽ cái đồ thị của cái hàm mặt độ của phân phối chuẩn lên đây thì cái miền bác bỏ này nó gơ vào hai cái đuôi này. Cho nên nó gọi là trắc nghiệm hai đuôi là gì? Đó, mình hiểu đại khái như thế. Đấy, thì bây giờ đó thì khi mà mình tính lấy mẫu cụ thể. Thấy không? Lấy mẫu cụ thể mình tính ra cái giá trị của thằng Z này nó ra nó có -1,65. -1,65 nó nằm đây. -1,65 nằm đây nè. Nó đâu có gơ vào cái miền bác bỏ đâu, đúng không? Miền bác bỏ là nằm đây này. Từ đây đảo qua đến bên bên phải rồi ta từ đây đảo qua bên trái. Đó, từ -1,96 đảo qua bên trái. Đó, rồi thì mình tính Z này mình thấy là giá trị của nó là -1,65. Đúng không? -1,65 thì nó không thuộc cái miền bác bỏ.
Đó, tức là chuyện đó nó nhỏ hơn giá trị tới hạn. Cho nên là chỗ mức alpha bằng 0,05 thì không thể bác bỏ giả thiết H0. Vì nói này có nghĩa là cũng có nghĩa là mình chấp nhận giả thiết H0 thôi. Nghĩa là quy trình sản xuất công ty vẫn tốt. Tôi nói tiếp về cái phần kiểm định giả thiết về tỷ lệ tổng thể mẫu lớn. Thì cái giả thiết H0, giả sử cái tổng thể của một đối tượng khảo sát tỷ lệ cái đối tượng có dấu hiệu A nào đó là B, chưa biết. Bây giờ từ cái mẫu mình muốn kiểm định xem là cái B này có thật sự nó bằng cái số B0 hay không, hay là nó khác B0, hoặc là nó lớn hơn B0, hoặc là nó nhỏ hơn B0. Thì ở đây mình sẽ có cái ba dạng đối thiết như thế này. Thì cái tiêu chuẩn kiểm định đối với trường hợp này đó là z bằng b ngang trừ b0 tất cả nhân căn n chia cho căn bậc 2 của b0 nhân 1 trừ b0. Cái tiêu chuẩn này nó có luật phân phối chuẩn 0,1. Dạ, phân phối chuẩn 0,1. Rồi chỗ này cái giá trị tới hạn đó là z alpha nè. Ở đây là đối với đối thiết dạng 2 thì giá trị tới hạn đó là z alpha. Đối thiết dạng 3 là giá trị tới hạn là trừ z alpha. Điều kiện H0 bị bác bỏ trong trường hợp này là z nhỏ hơn giá trị tới hạn. Còn bên đây là điều kiện H0 bị bác bỏ là giá trị tuyệt đối của z lớn hơn giá trị tới hạn. Thầy lý giải cái trường hợp này, các thầy giải thích cái trường hợp này, các trường hợp này có nghĩa là gì? Thì em thấy là cái trường hợp mà đối thiết dạng 2 trắc nghiệm hai đuôi đó, thì cái chỗ này là giá trị tới hạn nè, còn cái này là trừ giá trị tới hạn. Thì lúc này cái miền bác bỏ là từ cái trừ giá trị tới hạn này mà đảo ở bên trái, và từ giá trị tới hạn này đảo ở bên phải, đúng không? Nó chính là cái số z alpha chia 2 đó. Chỗ này là trừ z alpha chia 2, đúng không? Thì khi mà mình chỉ đối với z mà lớn hơn giá trị tới hạn, có nghĩa là cái z nó nằm đây, z nằm đây, hoặc là z nó nằm bên đây, z nó nằm đây. Thì nếu mà z nó nằm bên đây hoặc là z nó nằm bên phải này, lớn hơn giá trị tới hạn, thì H0 bị bác bỏ. Lý giải trường hợp này như thế. Thì cái này nó gọi là trắc nghiệm hai đuôi, đúng không? Bên đây còn cái trường hợp, còn trường hợp 2 này, trường hợp đối thiết dạng 2 này, cái trường hợp đối thiết dạng 2 thì lúc này đó là cái trục số của mình nó như thế này. Chỗ này là z alpha nè, từ từ đây đảo qua bên phải là H0 bị bác bỏ, đúng không? Đấy. Thì nếu như cái z mà nó nằm đây, z nằm đây thì H0 bị bác bỏ. Đấy. Thì ngược lại là H0 được chấp nhận. Và tương tự mình cũng có thể giải thích cái trường hợp này. Đấy. Bây giờ thì các em xem cho thầy cái ví dụ 5.4. Thì cái bài toán kiểm định giả thiết về tỷ lệ á, thì nó cũng tiến hành 6 bước như bài toán kiểm định giả thiết về chu trình thôi. Tuy nhiên chỗ cái bước 1 á, thay vì cái bài toán kiểm định giả thiết á, về tỷ lệ về trung bình đó, thì chỗ bước 1 này á, là mình gọi tên biến ngẫu nhiên, đúng không? Còn đối với cái bài toán kiểm định giả thiết về tỷ lệ ở đây đó, thì cái bước 1 này đó là mình gọi cái B là cái tỷ lệ cần kiểm định thôi, đúng không? Mình gọi B là cái tỷ lệ mình cần kiểm định, mình cần điều tra đó. Thì chỗ cái bước này đó thì em có thể tính thêm cái B ngang, tính thêm cái B ngang là bằng bao nhiêu, rồi kích thước mẫu n là nhiêu, thấy không? Đấy. Rồi đây là bước thứ nhất nè. Đấy. Còn bước thứ hai là đặt giả thiết đối thiết và mức ý nghĩa, thấy không? Rồi bước thứ ba là tiêu chuẩn kiểm định, bước thứ ba làm đây. Rồi bước thứ tư là tìm giá trị tới hạn ra. Thì đối với bài toán kiểm định giả thiết về tỷ lệ thì chỗ cái bước thứ tư này thì em chỉ tra cái bảng số 4 thôi,
tra bảng 4 không? Không, không cần tra bảng 2. Và mình tính giá trị tiêu chuẩn kiểm định ra, tính giá trị tiêu chuẩn kiểm định ra, không? Thì đối với bài này đó là đối thiết cái dạng là b nhỏ b0 đúng không? Đối thiết dạng 3 nè, đối thiết dạng 3 nè, b nhỏ b0. B nhỏ B0 thì khi mà đối thiết dạng 3 B nhỏ B0 á, thì cái miền bác bỏ nằm đâu? Đây là trừ Z alpha. Miền bác bỏ là nó nằm từ bên bên trừ Z alpha đảo qua bên trái này. Đúng chưa? Là cái này đây đây đang là 1 âm 1,6449. Đó. Còn trong khi cái giá trị kiểm định của mình đó là âm 2 nè, âm 2 nằm đây nè, âm 2,111. Thì nhỏ hơn giá trị thứ hạng. Nó rơi vào cái miền bác bỏ, cho nên đây mình bác bỏ cho thứ không không mình bác bỏ cho thứ không. Và cái em xem chỗ này, giả thiết không có nghĩa là gì? Tỷ lệ bệnh B ở địa phương là bằng 34%. H0 có nghĩa là tỷ lệ bệnh B ở địa phương sau đợt điều trị vẫn là 34%. Còn cái H1 có nghĩa là tỷ lệ bệnh B ở địa phương trên sau đợt điều trị thấp hơn 34%. Đó. Nhưng mà bây giờ mình bác bỏ H0 rồi. Cái bài này mình bác bỏ H0 đúng không? Bác bỏ H0 là có nghĩa là mình chấp nhận H1. Mà chấp nhận H1 thì mình sẽ kết luận là tỷ lệ bệnh B ở địa phương trên sau đợt điều trị thực sự giảm. Đấy không? Thực sự giảm. Đấy, thì mình kết luận này. Đó. Cái này là bước 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 4 không? Chỗ này là bước 5. Bước 5. Bước 5 và chỗ này là bước 6. Đó, 6 bước như thế. Đó, thì bây giờ cái bài toán kiểm định giả thiết về trung bình tỷ lệ thôi, chỗ cái chương 6 này mình sẽ nghiên cứu về bài dạng bài toán đó thôi. Đó. Còn những cái bài toán khác như là trắc nghiệm phi bình phương này kia đó thì mình tham khảo thêm. Nó tham khảo thêm chứ thì mình khỏi coi cũng được, tại vì không có thi mà. Coi làm gì không? Thì gán thi cho nó qua cái này thôi. Đấy, bây giờ các anh chị xem giùm tôi cái bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 đi. Bốn bài này xem giùm lúc đi. Tôi sẽ xin tạm nghỉ khoảng 15 phút. Thấy không? Bây giờ 2:45 thì tạm nghỉ 15 phút thì 3 giờ chúng ta lại gặp nhau tiếp ha. À, chúng ta tạm thời giải lao 10-15 phút.
Chúng ta tiếp tục học thôi các anh chị. Bây giờ bắt đầu từ cái bài 5.1. Trong một cuộc điều tra về nhịp mạch của 100 thanh niên làm nghề A, kết quả là nhịp mạch trung bình là 75 lần trên phút và độ lệch chuẩn bằng 9 lần trên phút. Rồi ở đây nó yêu cầu là hãy kiểm định xem cái đặc điểm nghề A có làm cho nhịp mạch của thanh niên tăng quá mức bình thường hay không. Thì biết rằng cái nhịp mạch bình thường của thanh niên là 72 lần trên phút, kết luận cái mức ý nghĩa alpha bằng 2%. Thì cái anh chị xem cái đề lại ha. Chúng ta có nghe nghe rõ không ạ? Dạ rõ. Mình cũng thấy được đúng không? Thấy được không? Rồi bây giờ mình giải bài này ha. Thì đầu tiên là mình sẽ gọi, cái bước thứ nhất là mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ nhịp mạch của thanh niên làm nghề A. Rồi ít là nhịp mạch của thanh niên làm nghề A. Thì từ cái đề nó cho đó thì nó có cái ít ngang là bằng 75 đơn vị là lần trên phút ha. Rồi cái S là độ lệch chuẩn mẫu đó là 9 đơn vị là lần trên phút, và N là bằng 100. Thì mình thấy ở đây là cái kích thước mẫu là N bằng 100 lớn hơn 30 rồi nè. Thì nó thuộc cái dạng trường hợp 3 là trường hợp mẫu lớn, đúng chưa? Rồi, đây là bước thứ nhất xong rồi. Bước thứ hai là mình sẽ ghi là kiểm định giả thiết H0 là mi nó bằng mi 0. Lưu ý cái mi này nó chính là cái kỳ vọng của ít ha, kỳ vọng của ít nó còn ký hiệu là chữ mi nè. Và người ta hỏi là nhịp mạch của thanh niên làm nghề A có tăng quá mức bình thường không, mà biết rằng nhịp mạch bình thường là 72 lần trên phút. À, và đối thiết là gì? Mình sẽ đặt đối thiết H1 lúc này nó là gì? Thì ở đây là chúng ta quan tâm cái chữ tăng này nè, nó hỏi nè. Xem đặc điểm cái nghề A có làm nhịp mạch thanh niên tăng quá mức bình thường hay không. Với lại mình thấy là con số trung bình mẫu này nó lớn hơn cái số 72. Đúng không? Số trung bình mẫu này lớn hơn 72 và mình thấy cái đề nó hỏi là có tăng quá mức bình thường hay không. Thì mình căn cứ vào hai cái này mình sẽ đặt cái đối thiết là mi nó lớn hơn mi không. Ở mức alpha. Alpha bằng 2%. Thì cái bước là đặt giả thiết đối thiết và mức ý nghĩa là xong ha. Chỉ ra tiêu chuẩn kiểm định. Tiêu chuẩn kiểm định thì ở đây đó
là cái bài này nó rơi vào cái trường hợp 2. Trường hợp 2. Tôi kiểm định giả thiết về trung bình đó. Kiểm định giả thiết về trung bình. Cái trường hợp 2 nằm đây nè. Anh xin lỗi trường hợp 3 chứ, xin lỗi. Tôi nhầm, trường hợp 1 là phân phối chuẩn biết sigma ha. Trường hợp 2 là phân phối chuẩn chưa biết sigma, và trường hợp 3 là mẫu lớn, thì cái bài này nó rơi vào cái trường hợp 3 đó. Trường hợp 3. Tiêu chuẩn kiểm định là tiêu chuẩn này. Không, mình ghi lại. Rồi, tiêu chuẩn kiểm định là z bằng x ngang trừ cho mi không, chỗ này là chữ mi nha, chứ không phải chữ u đâu. Rồi chia cho cái s nhân cho căn n, cái này là có luật phân phối chuẩn 01. Rồi thì cái đối thiết dạng mi lớn hơn mi không nè, mình coi cái dạng mi lớn hơn mi không, đối thiết dạng mi lớn mi không là cái chỗ dạng 2 này phải không, mình kéo dài xuống này đấy, thì cái giá trị tới hạn trong trường hợp này là trường hợp 3 dạng 2, thì giá trị tới hạn nó là z alpha và h0 bị bác bỏ khi z lớn hơn giá trị tới hạn, đúng chưa đấy. Thì ở bài này thì cái giá trị tới hạn mình sẽ ghi viết thường là GTTH luôn, nó bằng là z alpha đúng không, mà alpha bằng 2%, vậy thì cái này là z của 0,02, mình tra cái bảng số 4, 0,02, 0,02 nằm chỗ này là cái gì, này z 0,02 là 0,0537. Rồi bây giờ mình sẽ tính cái tiêu chuẩn kiểm định hay là cái giá trị kiểm định. Giá trị kiểm định. Giá trị kiểm định mình ký hiệu là z0 đi. Thì lúc này bằng cái gì? Mình thế vô đây nè. Thế vô đây thì cái này nó 75 trừ cho 72 chia cho s là 9. Là 9 nhân căn n là căn 100. Không bị nhảy mũi lấy áo khoác mặc vô coi. Đi chờ lạnh đó. Rồi bây giờ mình lấy máy tính bấm ha. Đây 75 nè. Một cái là bấm máy tính, còn cái là tra bảng ha. Nhân cho căn 100. À, căn 100 là bằng 10, mình nhân cho 10 đi. Rồi chia lại cho 9. Thì nó ra 3,33. Được chưa? Bằng là 3,33. Vì cái z0 này lớn hơn giá trị tới hạn nên h0 bị bác bỏ. Thì đối với cái đối thiết trắc nghiệm một đuôi lớn thì cái giá trị tới hạn nó nằm đây nè. Đúng không? Thì cái miền bác bỏ là từ đây đảo vào bên phải. Và mình thấy là cái z0 nó nằm đây nè. Z0 nằm đây nè, nó nằm thuộc miền bác bỏ nè. Cho nên h0 bị bác bỏ. Và h0 bị bác bỏ thì mình kết luận là gì? Có nghĩa là mình chấp nhận h1, mà chấp nhận h1 thì ở đây có nghĩa là nhịp mạch của thanh niên làm nghề A thực sự cao, tăng quá mức bình thường. Kết luận là vậy. Thực sự cao hơn bình thường hay là thực sự tăng quá mức bình thường. Và thường cái bài toán này là
khi mà mình kết luận như thế này á, là mình sẽ mở ngoặc ra là cái điều kết luận của mình đó, kết luận ở mức ý nghĩa 2%, hay là kết luận ở mức alpha bằng 2%, mình kết luận như thế này cũng được ha. Đấy, mình sẽ ghi như cái cụm từ đó vô để cho mà biết là cái mức kiểm định của mình là mức alpha bằng 2%. Đó, thì đây là cái bài toán kiểm định giả thiết để 5.1 ha. À, chúng ta có thắc mắc gì trao đổi ha. Có ai có hỏi gì về bài này không? Đó thì đối với một cái bài kiểm định giả thiết như thế này đó, chúng ta nhớ là các cái bước nè. Bước 1 là xác định cái dấu hiệu nghiên cứu và các tham số cần kiểm định. Bước 2 là đặt giả thiết đối thiết và mức ý nghĩa. Bước thứ 3 là chỉ ra tiêu chuẩn kiểm định. Rồi bước thứ tư là tra cái giá trị tới hạn. Bước thứ năm tính giá trị kiểm định ra. Bước thứ sáu kết luận. Rồi bây giờ mình sẽ xem tiếp cái bài tập tiếp theo, bài tập 5.2. Thì cái bài 5.2 anh chị đọc cái đề giùm ha, anh Chí đọc giùm cái đề anh Chí. Chí không có mặt rồi. Chị Phương có mặt không chị Phương? Dạ có thầy. Rồi chị đọc dùm cái đề giùm. Dạ. Điều tra cholesterol toàn phần trong huyết thanh của 25 bệnh nhân bị một loại bệnh B. Ta có trung bình cộng của lượng cholesterol là 172 mg/100 và độ lệch chuẩn là 40 mg/100. Theo tài liệu về hằng số sinh hóa bình thường của người Việt Nam thì lượng cholesterol trung bình toàn phần trong huyết thanh là 157 mg/100 và tuân theo luật phân phối chuẩn. Hỏi lượng cholesterol của các bệnh nhân mắc bệnh B có cao hơn bình thường hay không? Kết luận ở mức alpha là 5%. Rồi, cảm ơn chị. Dạ.
giờ mình giải bài này ha. Thì đầu tiên á là cái bước đầu tiên là mình gọi tên biến ngẫu nhiên đúng không? Mình sẽ gọi x là biến ngẫu nhiên. Chỉ cái lượng cholesterol toàn phần trong huyết thanh. Mình viết tắt là cholesterol thôi, cholesterol của bệnh nhân bệnh B thôi. Đó là nếu mà viết đầy đủ rồi nó dài quá. Chỉ lượng cholesterol toàn phần trong huyết thanh của bệnh nhân mắc bệnh B đó. Của bệnh nhân bệnh B. Thì cái bệnh B này nó cái nghiên cứu này nó muốn biết là cái bệnh nhân mắc bệnh B này thực sự cái lượng cholesterol nó có cao hơn bình thường hay không? Không, có cao hơn bình thường không? Thì từ cái đề đó thì mình có là N. Từ cái đề nó cho là N bằng 25 nè. Thấy không? N bằng 25, vậy là loại bỏ trường hợp 3 phải không? Đó. Rồi x ngang là bằng 172. Đơn vị của nó là miligam phần trăm. Và cái S là độ lệch chuẩn mẫu á, độ lệch chuẩn mẫu là 40 mg phần trăm. Và thứ hai nữa là cái X này nó có phân phối chuẩn. Không, phân phối chuẩn. Đây. Thì ở đây nó nói là theo tài liệu về hằng số sinh hóa thì cái lượng cholesterol là nó tuân theo lượng phân phối chuẩn. Không, nó tuân theo lượng phân phối chuẩn. Tuân theo lượng phân phối chuẩn và chỗ này phân phối chuẩn mà chưa biết sigma đúng không? Phân phối chuẩn về này là chưa biết sigma nè, chưa biết sigma và đồng thời là cái mức mi không của nó cho là bằng 156 mg phần trăm, tức là cái mức cholesterol toàn phần bình thường đó của người bình thường đó là 156. Vậy thì cái này của 25 bệnh nhân mắc bệnh B là 172. Vậy thì liệu cái này nó có từ cái này là mình cái 172 này là chỉ điều tra trên cái mẫu thôi, đúng không? Điều tra trên mẫu chứ không phải là điều tra trên toàn bộ những người mắc bệnh B, đúng không? Mà mình muốn biết là cái lượng cholesterol trung bình của toàn bộ các bệnh nhân mắc bệnh B nó thực sự nó có cao hơn cái bình thường không? Đó. Thì cái này là cái bước thứ nhất nè. Bước thứ hai là mình kiểm định giả thiết. Kiểm định giả thiết H0 mi nó bằng mi không bằng 156 và đối thiết là H1 mi này nó lớn hơn mi không alpha là bằng 5%. Đó, thì bước thứ hai đặt giả thiết đối thiết về mức ý nghĩa đúng không? Thì mình thấy là cái chỗ này đó là phân phối chuẩn chưa biết sigma đó, cho nên là cái tiêu chuẩn kiểm định mình dùng tiêu chuẩn ở trường hợp 2. À, tiêu chuẩn trường hợp 2. À, cái tiêu chuẩn kiểm định này. Tiêu chuẩn kiểm định ở trường hợp 2 là T bằng x ngang trừ mi không chia S nhân căn n. Cái thằng này nó sẽ có luật phân phối chuẩn, nó xin lỗi, luật phân phối Student. Cái chữ T này mình đọc là phân phối Student nghe cái gì, n trừ trừ một bậc tự do. Đúng không? Cái chữ T này đọc là phân phối Student, n trừ một bậc tự do. Và cái bảng giá trị tới hạn của phân phối Student đó là mình sẽ tra cái bảng số 2 nha. Bảng số 2 là bảng giá trị tới hạn mức phân alpha của phân phối Student nè, phân phối Student. Đó, thì bây giờ mình đảo lại. Thì đối với cái đối thiết dạng mi lớn mi không này thì cái giá trị tới hạn đó mất tiêu rồi.
thì cái giá trị tới hạn mình ký hiệu là GTTH phải không, nó sẽ bằng là T N trừ 1 alpha, tại vì cái này là đối thiết dạng lớn hơn thì chỗ này alpha giữ nguyên nè, mình thấy số vô thì cái chỗ này là 9 à, xin lỗi 24 nhé, tôi nhầm, cái này là 24 à, N là 25 vậy thì N trừ 1 24 0,05 à, bây giờ mình sẽ tra cái bảng số số 2 nè, tra bảng số 2 ha, chỗ cái dòng có số 24 ở dòng này, rồi mình coi cái cột có số 0,05, mình kéo kéo xuống 0,05 này, nên nó ra là 1,7109 không, 1,7109 thì cái này nó ra mà 1,7109 rồi. Giá trị kiểm định, giá trị kiểm định thì mình ký hiệu là T0 luôn đi các anh chị ha, thì lúc này nó là x ngang nó là bằng 172, mi không là 156, chia cho cái s là bằng 40, căn n là căn 25, rồi lấy tới máy tính mình bấm ra căn 25 là 5 không, 25 là 5, cái này 72 trừ 172 trừ cho 156 thì nó ra 16, 16 nhân 5 là 80, 80 chia 40 ra bằng 2 luôn. À, tôi tính nhẩm bằng 2. Các anh chị nếu mà không tính được thì mình không tính nhẩm được thì mình bấm máy thôi. Đó. Bằng bằng số 2 đó, đúng bằng số 2 luôn. Đó. Thì bây giờ mình thấy là cái T0, vì cái T0 này nó lớn hơn cái giá trị tới hạn nên H0 bị bác bỏ. Thì chúng ta nhận xét là cái lúc này cái giá trị tới hạn nó nằm đây nè, 1,7109 à, 1,7109, 109 nằm đây, và do cái trắc nghiệm một đuôi bên phải cho nên là từ cái chỗ cái điểm giá trị tới hạn này đảo qua bên phải. À, chỗ này là H0 bị bác bỏ, bị bác bỏ đó. Nhưng mà bây giờ cái giá trị của mình đó là cái chỗ này là số 0 nè, chỗ này 1,7109, vậy thì cái số 2 nằm đâu, số 2 nằm đây, tức là cái T0 nó nằm đây, và T0 nó nằm đây tức là T0 nó thuộc cái miền bác bỏ, à, cho nên là H0 bị bác bỏ. Và bây giờ mình kiểm tra lại cái giả thuyết này, H0 có nghĩa là cái lượng mi cholesterol trung bình đó của bệnh nhân mắc bệnh B nó bằng cái mức bình thường của người bình thường đó. Còn cái H1 thì có nghĩa là nó cao hơn bình thường, nhưng mà bây giờ mình đã bác bỏ H0 rồi cho nên là cái giả thiết này nó sai rồi đó, cho nên mình sẽ chọn đối thiết H1, đối thiết H1 mình kết luận là vậy. Cái này là mình kết luận ở mức 5%. Dạ, đấy. Thì đây là cái kết luận của bài toán. Đấy, thì tôi nhắc lại cái bài này ha. Mình sẽ trả lời được câu hỏi là ở đây người ta hỏi là lượng cholesterol của bệnh nhân mắc bệnh B có cao hơn bình thường hay không? Thì mình trả lời là lượng cholesterol trung bình của bệnh nhân mắc bệnh B cao hơn bình thường và kết luận ở mức alpha bằng 5%. Đó là bài cái bài tập 5.2.
Để bây giờ mình xem cái tiếp cái bài tập 5.3. Bài tập 5.3 này là thuộc cái dạng kiểm định giả thiết về tỷ lệ các anh chị. Vì một công ty bào chế một loại thuốc chữa dị ứng tuyên bố rằng thuốc của họ có hiệu quả không dưới 90% trong việc làm giảm cơn dị ứng trong vòng 8 giờ. Một mẫu điều tra gồm 200 người bị dị ứng và sử dụng cái thuốc trên thì thấy có 160 người giảm dị ứng. Hãy xác định theo xem là tuyên bố của công ty có giá trị không. Bây giờ mình trả lời câu hỏi của bài toán, tức là cái công ty này nó tuyên bố như vậy thì có giá trị hay không, tức là có đúng hay không. Đúng không? Đúng hay không? Thì cái tuyên bố này có giá trị hay không ha. Thì cái bài này là kiểm định giả thiết về tỷ lệ. Thì đầu tiên đó là mình sẽ gọi B là cái tỷ lệ người giảm dị ứng. Khi dùng thuốc là tỷ lệ giảm dị ứng khi dùng thuốc. Gọi B là tỷ lệ giảm dị ứng khi dùng thuốc ha. Thì cái B ngang của mình là nhiêu? B ngang là mình sẽ tính trên cái mẫu nè, bằng 160 chia cho 200. Rồi cái này mình lấy máy tính bấm ra thì nó ra 0,8. Còn cái mức B0 của mình là bằng 0,9. Tại sao mình xác định nó không có chín? Công ty nó tuyên bố là cái tỷ lệ này là không dưới 0,9, 90%, tức là từ 90% trở lên đúng không? B0 không có chín, N cái này bằng 200. Thì ở đây là bài toán kiểm định giả thiết về tỷ lệ, mình đã xong bước thứ nhất. Bước thứ hai là mình ghi là kiểm định giả thiết. Giả thiết H0 là cái B nó bằng B0 bằng 0,9. Và cái đối thiết H1, đối thiết H1 là mình đặt là B nhỏ hơn B0 ở mức alpha. Thì bây giờ mình sẽ vẽ cái trục ra nè. Cái số này là 0,9. Cái tuyên bố của công ty là từ 0,9 đến 100%. 0,9 là 90% đó. Đến 1 thì cái chỗ này công ty nó tuyên bố nè. Cái này là công ty tuyên bố. Còn từ 0,9 đảo xuống đến 0, không? Thì cái này là bác bỏ tuyên bố của công ty. Đấy. Thì bây giờ trong cái khoảng 0,1 này mình chia chia ra, tại vì cái B này nó là nằm trong hai từ 0 đến 0,9 và từ 0,9 đến đến 1. Và nếu mà nó nhỏ hơn 0,9 thì mình sẽ bác bỏ giả thuyết H0, còn nếu mà nó lớn hơn 0,9 xin lỗi, nó nhỏ hơn 0,9 thì bác bỏ giả thuyết H0, còn nếu mà nó bằng 0,9 trở lên thì mình chấp nhận giả thuyết H0. Không? Đấy, thì cái tuyên bố công ty thì mình biểu diễn bằng cái đồ hình như thế này. Cho nên là nếu mà B mà nó lớn hơn 0,9 thì tuyên bố công ty cũng có giá trị, mà B nó bằng 0,9 thì tuyên bố công ty cũng có giá trị. Còn trường hợp ngược lại là B nó nhỏ hơn 0,9 thì công tuyên bố công ty không có giá trị thôi.
Thì khi mà mình đặt hai cái giả thuyết H0 này đó, thì cái giả thuyết H0 này có nghĩa là tuyên bố công ty có giá trị rồi nè, chỗ này là tuyên bố của công ty có giá trị. Có giá trị là giả thuyết H0, cho nên đối thiết đó là mình phải đặt làm sao để tuyên bố công ty không có giá trị, đúng không? Tại vì cái H0 này là tuyên bố công ty có giá trị rồi. Vậy thì cái đối thiết của mình đặt đó là nó phải trái ngược như thế này, tức là tuyên bố không có giá trị đó. Cho nên là nếu chỗ này mình chấp nhận H0 thì có nghĩa là tuyên bố công ty có giá trị, và mình bác bỏ H0 có nghĩa là mình kết luận là tuyên bố công ty không có giá trị, được chưa? Đấy thì cái chỗ này đặt giả thiết đối thiết và mức ý nghĩa, tôi giải thích ra như thế. Bây giờ mình sẽ sang tiếp thêm cái bước thứ ba là tiêu chuẩn kiểm định. Tiêu chuẩn kiểm định là mình dùng tiêu chuẩn Z, B ngang trừ B0. Này nhân căn N. Này nó có luật phân phối chuẩn 01. Dạ. Có luật phân phối chuẩn 01. Rồi mình tính tiếp theo là cái giá trị tới hạn. Giá trị tới hạn mình ghi là GTTH luôn. Thì cái này cái đối thiết dạng B nhỏ B0, tức là trắc nghiệm một đuôi trái, đúng không? Trắc nghiệm một đuôi mà bên trái, một đuôi nhỏ, thì cái giá trị tới hạn mình thêm dấu trừ vào. Mà alpha của mình là 0,05. Thì cái này nó bằng là âm 1,6449. Để làm biết là tôi nhớ luôn không? Thì cái này mình tra bảng nè, mình tra cái bảng số 4 đó các anh chị. Đó là nếu mà alpha là 0,05 thì z alpha là 1,6449. 1,6449 không? Ở đây mình thêm dấu trừ đó là âm 1,6449. Bây giờ là giá trị kiểm định. Là mình ký hiệu là Z0. B B B ngang của mình là ở đây là 0,8 nè. B0 là 0,9. Rồi. Rồi máy tính ra. Thì cái này là này mình nhân trước đi, mình nhân cho căn 200 này. À, chia cho hai cái tích của hai số này 0,9 rồi 1 trừ 0,9 ngoặc là hai dấu ngoặc thôi, ba dấu ngoặc luôn. Ngay số lớn gì anh chị tính lại giùm, phải gì không? Em cũng là số đó đó thầy, Trừ 4 phẩy 714 từ 4,714. 7 7 4 4,7 4,714. Thì đối với cái về phần này đó, thì khi mình vẽ cái trục số rồi đó, thì cái trừ trừ 1,6449 nó nằm đây, không mà miền bác bỏ là từ chỗ này nó đảo qua bên trái. À, miền bác bỏ nè, bác bỏ đây. Nhưng mà bây giờ cái này nó là âm 4,7 là nó nằm tuốt ở đây, là đúng không? Z0 nó nằm đây này. Như vậy thì vì Z0 nhỏ hơn giá trị tới hạn nên H0 bị bác bỏ. Và bây giờ mình nhìn lên đây thì H0
Có nghĩa là tỷ lệ giảm dị ứng là bằng 90%, mà bị bác bỏ vậy thì nó không phải 90% mà nó là nhỏ hơn 90%. Đó, kết luận vậy. Tỷ lệ giảm dị thực sự nhỏ hơn, thấp hơn 90%, thấp hơn 90% như vậy thì suy ra là tuyên bố của công ty là không có giá trị. Cái này là kết luận ở mức mấy phần trăm các anh chị? Mức 5% phải không? Và nó kêu là kết luận ở mức 5%. Đó, thì đây là bài toán kiểm định giả thiết về tỷ lệ. À, giờ mình xem tiếp cái ví dụ cái bài tập 5 5.4 rồi, 5.4. Thì các anh chị xem cái ví dụ 5.4 ha. Thì trước đây nhà máy Alpha sản xuất ra một loại sản phẩm mà cái tỷ lệ phế phẩm nó là 5%. Thì năm nay sau đợt cải tiến kỹ thuật để kiểm tra hiệu quả, người ta lấy ra một mẫu gồm 800 sản phẩm để kiểm tra thì thấy có 24 phế phẩm. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định xem đợt cải tiến kỹ thuật có thực sự làm giảm tỷ lệ phế phẩm hay không. Thì giờ mình sẽ gắn cái bài này vô các cái bước làm lúc nãy. Rồi, chúng ta cùng giải bài này ha. Bước thứ nhất, rồi B là tỷ lệ phế phẩm. Sau cải tiến kỹ thuật. À, rồi B là tỷ lệ phế phẩm sau cải tiến kỹ thuật. Thì từ cái mẫu đó thì mình có N khảo sát là bằng 800 và B ngang là bằng 24 chia cho 800. 24 chia 800 là ra nhiêu các anh chị? 24 chia 8 là 3 đúng không? 0,03. Còn cái B0 á, B0 là cái mức cũ, là cái mức tỷ lệ phế phẩm cũ này, nó bằng 5%, 5% tức là 0,05. Rồi bây giờ mình kiểm định giả thiết. Giả thiết H0 là B nó bằng B0 bằng 0,05.
tức là bằng mức cũ trước cải tiến kỹ thuật, đúng chưa? Và đối thiết H1 1 là B sao so với B0, này là ở mức alpha bằng 5%. Thì mình sẽ lưu ý cái đề nè, lưu ý cái đề khi mà mình tính được cái bê ngang, thứ nhất là mình tính bê ngang, mình thấy là cái bê ngang này nó nhỏ hơn cái bê không, và đồng thời là đề bài nó hỏi là cải tiến kỹ thuật có thực sự làm giảm tỷ lệ phế phẩm hay không, à, có giảm hay không, giảm thì có nghĩa là b nó có nhỏ hơn bê không hay không. Đó. Vậy thì hai cái giả thiết H0 và đối thiết H1 này mình thấy là nếu giả thiết H0 này đúng thì có nghĩa là tỷ lệ phế phẩm không giảm. Còn nếu giả thiết H0 này bị sai và bị bác bỏ thì có nghĩa là mình chấp nhận H1, mình kết luận là tỷ lệ phế phẩm thực sự giảm. Được chưa? Bước tiếp theo. Cái này nó có luật phân phối chuẩn 01. Rồi tiếp tục là mình tra giá trị tới hạn nha. Cái giá trị tới hạn. Thì cái này dạng B nhỏ B0 cho nên là cái này trắc nghiệm một đuôi nhỏ. Kiểm định một phía trái, anh em thêm dấu trừ vào. Rồi phần Z alpha là lúc nãy ở trên cái bài, trên cái bài bên đây mình đã tra được là Z alpha là bằng 1,6449 rồi, đúng không? Đấy, cho nên cái bài này mình cũng tra là 1,6449. Rồi 1,6449 ha. Rồi bây giờ tính giá trị kiểm định. Giá trị kiểm định là Z0. Thế số chỗ này vô. Rồi tính thử xem các anh chị. 0,03 trừ 0,05 nhân cho căn bậc 2 của 800 rồi chia cho cái căn bậc 2 của 0,05 nhân cho 1 trừ 0,05. Để ra âm 2,59. Đúng không các anh chị? Có bấm máy kiểm tra thử không? Dạ, đúng rồi. Âm 2,59. Làm tròn 4 chữ số luôn đi. 955. Vì cái Z0 nhỏ hơn cái giá trị tới hạn trong trường hợp này nên H0 bị bác bỏ. Và mình sẽ kết luận là tỷ lệ phế phẩm thực sự giảm sau cải tiến kỹ thuật. Nghĩa là cải tiến kỹ thuật thực sự có hiệu quả. Cái này nó có hỏi có hiệu quả hay không không? Nó hỏi có thực sự giảm hay không thì mình kết luận thực sự giảm được rồi. Không cần kết luận thêm cái này. Thì chỗ này mình bỏ chỗ này đi. Đó.
và mình sẽ ghi thêm cái mức ý nghĩa của cái kiểm định này vô, tức là cái này là kết luận ở mức 5%. Thì trên cơ sở là mình đã phân tích các cái ví dụ ở trong tài liệu và mình làm thêm các cái bài tập như thế, thì hy vọng là cái bài toán kiểm định giả thiết này khi mà đề đã cho đó thì mình có thể làm được ha. Thì tôi sẽ đề nghị được sử dụng cái bảng này, cái bảng phụ lục này, nếu mà mình thi trực tiếp ở trên lớp đó, thì sẽ cho cái bảng phụ lục này, nó có mấy cái bảng tra có cái giá trị cái hạng không, và nó có mấy cái công thức mình tham khảo được. Ví dụ như cái chỗ này kiểm định giả thiết về trung bình đi, để kiểm định giả thiết về trung bình không, thì nó có 3 tiêu chuẩn, là cái này nó không phải tiêu chuẩn kiểm định mà nó là giá trị kiểm định luôn đó, cái giá trị kiểm định không, giá trị kiểm định là kiểm định giả thiết về tỷ lệ, cái này cũng giá trị kiểm định. Và điều kiện H0 bị bác bỏ là mình sẽ cho coi trong cái bảng dưới đây. Trường hợp mà đối thuyết dạng này thì cái giá trị tiêu chuẩn kiểm định là có phân phối chuẩn đó, thì mình sẽ căn cứ vào cái bảng này mình bác bỏ không, có phân phối xíu đinh là mình căn cứ vào bảng này mình tra và mình tìm ra cái mình tra cái giá trị tới hạn và điều kiện H0 bị bác bỏ không, thì mình sẽ căn cứ vào hai cái bảng này, hai bảng này, và đồng thời là các cái giá trị kiểm định đó thì mình xem ở trên đây. Thì ở đây nếu mà mình học đầy đủ cái phần kiểm định giả thiết này đó, thì nó có tiêu chuẩn kiểm định giả thiết về phương sai, rồi về so sánh hai trung bình, rồi hai hai tỷ lệ này kia, cái này thì mình tham khảo thêm thôi, tại vì nếu mà học đầy đủ thì nó không đủ thời lượng, phải không? Cho nên là tôi sẽ đề nghị là giới hạn cho hai cái phần giả thiết về trung bình với tỷ lệ thôi. Vì cái bài tập này đó thì 4 bài đầu là kiểm định giả thiết về trung bình tỷ lệ, còn cái bài 5.5 này đó là so sánh hai trung bình này, 5.6 so sánh hai trung bình, nó đảo là tới bài 5.7 thì nó mới là kiểm định giả thiết về trung bình. Cái này là kiểm định giả thiết về trung bình. Còn 5.8 là cái này nó là so sánh hai trung bình, so sánh hai trung bình. Còn bài 5.9 là kiểm định giả thiết về tỷ lệ, thiết về tỷ lệ, 5.9. Rồi bài 5.10, 5.10 là cái bài toán điển hình này, kiểm định giả thiết về trung bình luôn không. Rồi bài 5.11 cũng kiểm định giả thiết về trung bình luôn. Bài 5.12 là bạn so sánh hai hai trung bình nè. 5.13 cũng vậy. Đó, tới đảo tới bài 5.14 là kiểm định giả thiết về trung bình. Rồi cái này là kiểm định giả thiết về tỷ lệ này. Đó, thì tôi đánh dấu một số bài vậy thì chúng ta để mà chúng ta luyện tập. Đúng không? Điện tập 5.1 nè. Điện tập của chương 5 ha, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Còn 5.5, 5.6 này bỏ qua tại vì nó là so sánh hai trung bình nè. 5.7, 5.8 bỏ qua. Rồi tới 5.9, 5.10, 5.11. Rồi 5.14, 5.15. Thì mình sẽ đánh dấu thêm một số bài vậy đang mình kia tự tự làm. Đó, bây giờ tôi sẽ nói sang cái phần cuối cùng của cái tài liệu ôn tập này, đó là tính là cái tương quan và hồi quy. Thì thông thường á,
khi mà mình khảo sát, mình nghiên cứu thống kê đó, tức là mình nói chung là mình nghiên cứu một đối tượng nào đó, mình phải lấy cái mẫu, mình thu thập số liệu về một cái đối tượng đó, thì không phải mình chỉ khảo sát một dấu hiệu thôi. Ví dụ như là bên nông nghiệp đó, mình muốn khảo sát cái độ tăng trưởng của cây ngô, cây bắp đó, thì mình không chỉ nói về cái chiều cao, mình không thể khảo sát không không phải chỉ khảo sát dấu hiệu về chiều cao, mà còn khảo sát dấu hiệu về cái lá, hoặc là độ độ dương của rễ, không đấy, hoặc là cái độ xanh này kia đó, không là nó có đủ dinh dưỡng không. Khi em nhìn vô ruộng ngô thấy nó màu màu xanh bạc ngàn thấy nó tốt, nhưng mà có những cái ruộng ngô nhìn vô nó vàng khè hết đấy. Thì ở đây đó là ý là tôi nói là khi mà mình khảo sát trên một tổng thể thì không phải mình chỉ khảo sát một dấu hiệu, mà thường là mình sẽ khảo sát tổng hợp rất nhiều cái dấu hiệu đó. Thì ở đây đó là giả dụ như mình có hai cái dấu hiệu, mình có ra hai cái dấu hiệu là XY, biểu thị bởi hai biến ngẫu nhiên XY, thì mình muốn biết là xem là hai dấu hiệu này nó có mối tương quan hay không đó. Chẳng hạn như mình khảo sát trên với cái ngô đó, thì cái X đó là chiều cao, X là lượng phân bón, đi mình ước X là lượng phân bón, còn còn Y là chiều cao. Bây giờ mình muốn muốn biết là ví dụ như mình tăng cái lượng phân bón lên đó, thì Y nó có tăng lên không, thấy không đấy, thì mình muốn biết là giữa X Y này nó có tương quan hay không. Tương quan có nghĩa là thằng này thay đổi thì thằng kia nó thay đổi theo, nó thay đổi trong chừng 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 mực nào đó, thì cái này nó gọi là tương quan, thấy không. Thì người ta thấy là cái tương quan giữa hai cái biến đó, thấy không, thì nó chia làm nhiều mức độ, chia mức độ thì yếu yếu mạnh, thấy không đấy. Thì cái tương quan nó chia làm yếu mạnh như thế này, giữa hai biến XY đó, thì nếu mà giữa hai biến này nó tương quan rất mạnh đó, thì nó sẽ thể hiện qua những con số nào, và tương quan nó tương đối thôi thì nó sẽ hiện con số nào, và không tương quan thể hiện con số nào. Thì cái tương quan này nó thể hiện qua cái hệ số tương quan này nè, gọi là cái rho đó, cái này mình đọc là rho, rho XY ha, thì gọi là hệ số tương quan. Thì cái tương quan của hai biến nó sẽ đánh giá xong qua cái hệ số rho này, hệ số tương quan này thì cái số chỗ này là 0,5, thì chỗ này là 1, chỗ này là không. Không nó thì có nghĩa là nó không tương quan, mà 0,5 có nghĩa là nó tương quan trung bình, mà gần bằng 1 là nó tương quan rất mạnh, đúng không, người ta đánh giá như thế. Thì người ta thấy cái hệ tiêu số tương quan này, cái này là đánh giá về cái giá trị tuyệt đối của rho á, không, giá trị tuyệt đối của nó. Thì cái này nó gọi là hệ số tương quan của hai biến XY. Hệ số tương quan này nó cho biết là giữa XY nó có tương quan mạnh hay yếu, tương quan có tương quan hay là không, và tương quan mạnh hay yếu, đúng không. Nếu người ta tính ra hệ số tương quan này mà nó gần, khá gần số 1, giá trị tuyệt đối nó khá gần số 1, thì người ta nói là giữa XY này tương quan rất mạnh. Mà một cái tương quan mà nó mạnh nhất á, là gọi là tương quan hàm số, tức là Y bằng Fx. Tương quan hàm số này đó là khi cái hệ số tương quan nó bằng 1 luôn. Nhưng mà trong xác suất thì giữa X và Y này nó không có mạnh nữa, nó nên người ta sẽ đánh giá xem là cái hệ số tương quan này nó mạnh cỡ nào. Thường là cái hệ số tương quan nó sẽ nhỏ hơn 1, anh chị, nhỏ hơn 1, thấy không. Thì mình muốn đánh giá xem cái hệ số tương quan, thì mình muốn đánh giá xem giữa X, Y này có tương quan hay không, thì mình sẽ xét cái hệ số tương quan thế này. Nhưng mà trong thực tế thì do cái số liệu về hai cái biến XY này nó không đầy đủ, cho nên mình chỉ khảo sát trên mẫu thôi, đúng không. Mà trên mẫu á, thì nó cũng có hệ số gọi là hệ số tương quan mẫu,
là công thức 6.2 nè. Và cái hệ số 6, cái hệ số tương quan mẫu này nó có cái giá trị là công thức 6.3 nè. Hệ số tương quan mẫu nó tính sao? Bây giờ mình muốn biết là cái SI này nó có tương quan hay không đó, thì mình sẽ lấy số liệu từng cặp như thế này. Số liệu từng cặp. Lấy giá trị của X rồi lấy giá trị của Y tương ứng. Đúng không? Rồi xong đó là mình muốn tính hệ số tương quan thì mình làm sao? Mình lấy X Y trừ X ngang. Rồi nhân cho Y Y trừ Y ngang. Tất hai cái này mình nhân lại nha. Sau đó mình lấy tổng theo cái Y. Lấy tổng theo Y. Rồi đó là mình chia cho N trừ 1 lần. X X Y. X X là độ là chuẩn của biến X á. Độ là chuẩn mẫu không? Y là độ là chuẩn mẫu của biến Y. Đấy, thì nó ra được cái này là hệ số tương quan mẫu. Và giá trị hệ số tương quan mẫu thì nó tính theo công thức này. Đó, mình ta nhận thấy theo tính theo công thức này nó hơi khó khăn nên đưa ra công thức như thế này. Nhưng mà công thức này nhìn vô nó hơi phức tạp. Thì cái hệ số tương quan mẫu này nó cũng chính là cái ước lượng điểm cho cái hệ số tương quan tổng thể này. Và nó cũng phản ánh là giữa XY này nó có tương quan nhiều hay ít. Không? Thì ví dụ như ở đây người ta có bài toán là đánh kiểm định giả thiết đánh giá về sự tương quan giữa hai biến, thì cái này là chúng ta tham khảo thêm thôi. Còn cái hàm hồi quy tuyến tính mẫu á, thì giả sử như XY mà nó có tương quan thực sự đó, thì người ta sẽ viết được cái phương trình hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X như dạng này, là dạng giống kiểu hàm bậc nhất vậy. Không? Và cái hàm này đó thì người ta tính được cái hệ số B trước. B thì bằng giá trị hệ số tương quan mẫu nhân cho SI chia SX. Và A thì nó bằng Y ngang trừ BX ngang. Thấy không? Và tương tự như vậy á. Thì người ta cũng lập với phương trình hồi quy tuyến tính của X theo Y nó cũng dạng như thế này. Nhưng mà trong yêu cầu của kiểm tra thì yêu cầu của tôi là anh chị tìm ra được cái phương trình này là được. Phương trình ra được. Là phương trình hồi quy của Y theo X theo. Đó, rồi tính giá trị hệ số tương quan mẫu. Đấy. Thì ví dụ tôi có cái bài 6 cho cái ví dụ 6.3 nè. Đấy, bây giờ tôi có một cái mẫu mà tôi lấy về hai biến XY không? Hai biến XY như thế này. Bây giờ nó yêu cầu là tính giá trị hệ số tương quan mẫu và viết phương trình hồi quy của Y theo X và dự báo khi Y lấy giá trị khi X giá trị 12 thì Y giá trị bao nhiêu? Thì cái bài này tôi hướng dẫn bằng cách là bấm máy thôi. Cái hình này mình tham khảo thêm. Hình này mình tham khảo thêm. Thấy không? Thì đối với cái bài tập chương 6 này đó thì yêu cầu có hai yêu cầu. Là thứ nhất là tính tính R. Tính R tức là tính cái giá trị hệ số tương quan mẫu ha, hệ số tương quan mẫu R đó. Và thứ hai là lập phương trình hồi quy. Phương trình hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X. Y theo X. Và dự báo. Dự báo tức là nó có hai yêu cầu giống như hai yêu cầu của bài tập sắp cái ví dụ 6.3 này các anh chị nha. Đây thì do cái chúng ta không yêu cầu cao lắm cho nên là chỗ này là giá trị hệ số tương quan mẫu là yêu cầu mình chỉ cần bấm máy tính ra được. Bấm máy tính thì đối với cái máy tính này đó thì mình để làm được cái bài này thì chỗ này mình chọn nó thống kê hai biến. Ok, hai biến menu 62 à, 62 mình thấy cái chỗ y theo x y bằng ax cộng b đó. 62
Thì vậy thì đây mình nhập giá trị của ít. Giá trị của y mình cần nhập giá trị ít y thôi, ít y cho nó tương ứng thôi, còn cái tần số thì khỏi cần nhập, tần số mặc định thôi. Thì sau khi mà mình nhập dữ liệu xong á, cũng bấm AC này đó, rồi bây giờ mình sẽ chọn option, mình chọn mũi tên xuống chỗ số 2, đó là biến thống kê đó. Đó, biến thống kê, này không, nó không có error hả, không tôi nhầm à, option mũi tên xuống chỗ chỗ hồi quy á, chỗ số 4, là nó có chữ R nè, R là số 3 thì R là 0,977, 0,977 nè, đúng không? Đó, hệ số tương quan mẫu. Còn bây giờ lập phương trình hồi quy tuyến tính đó, của y theo x đó, là phương trình đó, y bằng a cộng bx, đúng không? Y bằng a cộng bx. Bây giờ mình tính hệ số a, là mình ghi cái công thức này lại, rồi mình bấm máy ra thôi, bấm máy. Thấy không? Hệ số b mình ghi trước, tính trước ha, tính trong cái phương trình hồi quy này hệ số b tính trước này. Bây giờ mình bấm option nè, mũi tên xuống là mình chọn số 4, thì cái hệ số b là số 2 đúng không, số 2 nè, số 2 kìa, thì nó ra 0,6364. Rồi tiếp tục bấm option mũi tên xuống số 4, chọn 1, ra được cái hệ số a là 0,5455. Vậy thì phương trình hồi quy tuyến tính mẫu mình viết lại là y bằng 0,5455 rồi cộng thêm là 0,6364 nhân x, và dự báo là gì, dự báo khi x lấy giá trị 12 thì y nhận giá trị bao nhiêu. Thì trong cái bảng này mình thấy không có x 12, bây giờ giả sử như x 12 thì y bằng nhiêu, thấy không? Thì đó là gọi là dự báo, hoặc là ví dụ như chỉ cái giá trị của x y này đó, nó khả năng nó có thể bằng 20, vậy thì nếu mà theo cái xu hướng này thì y nó sẽ là bao nhiêu, thì cái đó gọi là dự báo, thấy không? Thì mục đích của cái hàm hồi quy là để dự báo các anh chị, dự báo. Thì cái này nó mới sơ lược thôi, còn dự báo mà trong khoa học thì nó phức tạp hơn nhiều, thấy không? Đấy, bây giờ mình dự báo là mình cho x bằng 12, mình thế vô cái đường này nè. X 12 thế vô mình tính được y bằng 8. 8,18, khoảng 8,2 đó. Vậy thì mình có thể dự báo là chỗ này nếu mà x bằng 12 thì cái giá trị y nó khoảng là 8,12. Thì đó là dự báo. Thì đây tôi lấy ví dụ về tính giá trị hệ số tương quan mẫu và viết phương trình hồi quy tuyến tính mẫu và dự báo ha. Thì ở chỗ cái chương 6 này thì các anh chị tập trung vào hai cái ý này cho tôi. Về cái bài tập mình sẽ xem một số cái bài tập 6.1 nè, A B bỏ ô C, kiểm định xem nó tương quan hay không thì mình bỏ. 6.2 à, tính giá trị hệ số tương quan mẫu giữa chi nghiên cứu và lợi nhuận ở câu A, rồi viết phương trình hồi quy và dự đoán câu A câu B. Rồi 6.3 là đo chiều cao biến y và chiều dài chi dưới biến x. À, thì giữa những người có chiều cao thì có phải là cái chiều dài của cái chân của họ cũng cao theo không? Đấy, thì cái này tỷ mối liên quan. Lưu ý là chỗ này cái biến x nó sắp ở dưới ha, biến y nó sắp ở trên, là khi mình nhập dữ liệu thì mình nhập cái dòng dưới trước, dòng x vô trước, anh chị nhớ nhớ giùm ấy thôi, là nó hỏi mình nhập vô cái lộn tùng phèo. Thì ở đây là yêu cầu làm câu A câu B thôi, chấm 3 chấm 4. Rồi, cái bài 6.4
Một giảng viên dạy môn thống kê yêu cầu sinh viên phải làm đồ án phân tích dữ liệu và kỳ thi, dự kỳ thi hết môn. Sau đó một mẫu gồm 10 sinh viên chọn ngẫu nhiên ghi được bảng sau đây: điểm thi và điểm đồ án. Thì ở đây mình làm câu B thôi. Chỗ qua cái bài này thì làm câu B thôi. Không. Tức là mình giữa điểm thi và điểm án thực sự nó có tương quan không? Rồi 6.5. Rồi 6.5 là xét cái sự tương quan. Giữa cái chiều cao và đường kính thân cây. Vậy thì có phải cái cây nào mà cái đường kính nó càng lớn thì cái chiều cao nó càng cao hay không? Đấy, thì cái này nó tìm mối liên quan giữa cái đường kính thân cây và cái chiều cao. À. Đấy. Thì ở đây nó cũng kêu tìm giá trị hệ số tương quan mẫu. À. Ở đây có kiểm định giả thiết về sự tương quan thì cái cho phần này mình bỏ đi. Viết phương trình. Rồi bài 6.6. Bài 6.6 là nó có tần số đó. Lúc nãy là mặc định khi mà mình nhập vô đây đó, thì cái tần số nó là 1. Bây giờ mình sửa tần số tương ứng lại thôi. Thấy không? Viết phương trình hồi quy. Và tính giá trị hệ số tương quan mẫu. Làm câu A câu B luôn đi. Rồi. À, tôi giới hạn cái bài tập chương 6 là 6 bài đó. Các anh chị làm thử ha. Thì buổi chiều nay, buổi tối nay thì tôi sẽ điểm lại các những cái vấn đề nào cần thiết để mà mình thi. Không? À, tôi sẽ đề nghị vào cái ban ra đề. Đó. Cho nên là buổi chiều nay là cố gắng chúng ta học đầy đủ hơn tối nay đó. Gặp lại lúc 18:30, 6:30 ha, tức là 6:30 đó, 6:30 tối mình gặp lại đi. Mình sẽ bàn tiếp cái vấn đề đó. Rồi buổi buổi học buổi chiều nay thì mình học bấy nhiêu ha. Được không chị? Dạ. Nha, tạm biệt ha. Chào thầy.